Ok, hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Bookstore. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi con game Chip of Midgard. Thì game này ai mà đã coi tôi chơi rồi thì tôi đã chơi rất nhiều. Và hôm nay tôi sẽ cố gắng chuyên mục 15 ngày. 15 ngày là ngày cuối cùng á. Nên chúng ta sẽ chơi cố gắng vượt tới ngày 15. Và chúng ta sẽ end con game luôn. Thì nhé anh em, here we go. Ok, mày không mời tao vẫn không nói chuyện, không nói gì mày hết. Tao kêu fan đi, kêu fan đi, fan đi, được chơi chơi chơi. Nhưng mà nó chửi em. Gì nữa vậy? Ở đâu mà không có chửi mày được. Khổ lắm. Ủa, Hiển vô. Anh Hiển. Vô anh Hiển ơi. Hello anh Hiển nha. Cho em đổ đi cà phê chắc. Đi cà phê từ sáng giờ. Mấy cái quỷ này chơi solo nó khó quá vậy, không bao giờ qua được ngày 4 luôn. Rồi, chứ ông quay tay có bao giờ thấy khó không? Khó thấy mẹ luôn. Cái gì quay... là gì? Cái xe. Hay ho, quay tay mệt lắm. Bây giờ anh em, bây giờ nè, anh em mình 6 người vô chơi, nó không những dễ hơn mà nó còn khó. Ừ, bot nó tính theo số người, đầu người mà. À, mình có Su Boy. Có Su Boy. Có Su Boy nha. Đây là Su Boy, người đàn ông với cái cầm hình cái đít. Là Trung Anh. Ok. Chấm áp. Úp. Chấm áp. Hello. Chấm này. Chấm này không phải là Chấm Anh mà cho em nghĩ rồi. Trung Anh mà với Chấm Anh đâu. À thấy chưa. Chấm TR gặp anh nè. Chấm Anh. Chấm Anh. Chấm. Chấm Anh. Vãi cứt Chăm Anh. Ôi ôi, thằng Quảng, thằng Quảng cái cùng chí hướng với tao nha, thằng Quảng à. Mời đi. Tao mà. Mày cái găng, mày ơi, cái găng tay y chang nhau. Em ơi, mời hết rồi mà, thứ ba vậy. Vô. Mời anh em vô, để à, còn ai chưa mời. Còn anh á. Từ từ, rồi. Ui, người đàn ông da đen còn ngồi xuống nữa chứ. Đúng là phân biệt chủng tộc. Hiển. Nhìn nó giống là cái gì bảo. Giống phân biệt chủng tộc phải liền, đang ị. Rồi, vô. Rồi, giờ có giới thiệu gì không hay vô game luôn? Không, không có giới thiệu. Giới thiệu cái gì? Giới thiệu cái gì? Trời ơi, có gì đâu. Chuyện người em đã biết ai đây đâu. Em chơi từ ngày 1 luôn hả? Chơi từ ngày 1. Mình sẽ cố gắng tới được ngày 15. Ngày 15 là ngày được 15. Qua đó ai qua ngày 15 chưa? Không qua tụi em tới ngày 15 nhưng mà tụi em đánh không qua được ngày 15, tụi em out ra sớm. Không, mình không dám thử, mình không dám thử coi nó tới được ở nào mày không hiểu không? Phải không dám thử mà mình hết cái bình băng rồi mình đánh không có được. Với lại mình đánh ở nhà, mình đánh ở nhà chính mình vẫn thử. Đánh không nổi, ừ, đánh không nổi, đánh ở nhà chính còn có 5-6 ngàn của cây thụ à, đánh không nổi. Cái bình băng là gì bảo? Để chống lạnh. Chống lạnh, lát nữa anh hiểu à, lát vô đi tự coi là hiểu à. Ok. Kệ vô chứ đi đập đá rồi đúng không? Ừ, nhìn tính, đi farm, game sơ chế là dễ mà. Đi, đi theo cặp, đi theo cặp. Ai thôi. Ba ba đi, chị ba ba đi. Một đống cục bò xanh ăn thế. Ủa, mic ai bị lập vậy? Mic Nam bị lập nha. Mic Nam hả? Không biết. Alo. Đi sao? Ờ, giống biết anh Nam bị lập á. Ở kia trên này nè, xem lên đây đã. Không lẽ anh không biết, em có nghe tiếng anh bị lập. Hai đằng xứ. Anh em mình tập trung lên cái chạy lửa lớn ở trên đánh luôn nè, hiển lên đây. Alo. Ờ anh Nam đúng rồi, anh Nam bị. Ủa sao anh bị lập mic trời? Cái bình thường không? Discord hay là trong game này có bình thường? À trong game, mic trong game Nam ơi. Ủa? Có sự thoát đi, trong game á. Ủa coi chat thì để mute được rồi. À biết, giờ mới hết nè. Giờ hết nghe rồi, nãy nghe quá trời. Trời ơi. Có kiếm cái đồ rồi. Combo. Trời ơi lát quá. Đông người mà. Đông người lát. Hiển đâu rồi? Hiển tập trung lên đây nè Hiển. Ôi được cái búa luôn kìa. Ui búa 2 luôn rồi. Ủa sao em vẫn còn là tay không cầm mỗi cái búa nhỏ xíu thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lên đây loot này. Share đồ cho mày này. Đây, đúng rồi, loot đồ đi Hiển.
Má lắc quá vậy? Rồi, bỏ vô cái cục chung cái gì? Ai loot đồ xong cũng bỏ vô hòm nha, xài chung được nha. Có mấy potion như là không có xài chung được rồi đúng không? Được luôn, mình chia vô đó được. Cứ bỏ vô đó là xài chung đồ, ráp đồ chung với nhau hết á. Hết mẹ máu luôn này. Đau quá. Mày còn máu không mà Tứ? Đi, tao đi. Mẹ cho rồi. Vậy làm hai cái rìu thẳng đi farm luôn đi. Sứ còn máu không? Còn. Đi lên đây. Thì trên đây có cái chạy nè. Qua đây là kiếm được cái lồng đồ điện sớm nè. Tao lên level 2 nè. Tao lấy Ganger nha. Nhắc lại nha, cái chỗ hồi máu á, cái chỗ hồi máu ở giữa á, thì khi mà hồi máu thì cả đám xài nha. Sứ ơi, phụ tao sứ, xong mày để tao ở đây. Tao bị tê liệt rồi, á. M.I. Ừ, ông lên, thì cái blessing á, ông lên level 2 chưa? À, hiểu. Level 2. Ô, chiều mới à? Lên tiếp. Ok. Lên tiếp. Lên đây, chém nó. Chơi nó. Mà góc phải trước nè. Tao còn không giáp, tao còn chơi nữa. Tụi mày có giáp tụi mày sợ gì? Mấy con biết mày ta liền vào không chịu đi. À, đi chết mẹ tao rồi. Không sao đâu. Đây tao phụ mày nè. Âm cục ơi, tao đứng ngay rồi, tao cứu. Tụi nó có giáp á, lúc mà tụi nó có giáp điện đánh vô. Tụi nó có giáp điện đánh vô là bị tê á. Nè, đâu ra đi. Còn con ở dưới đánh đi, nó quăng nó lướt không được. Sắp điện. Nó lên level 2 thì lửa. Đánh đi, một thằng đánh đi. Cái được cái kiếm số 1 nè. Future số 1 cái kiếm. Cứu tao bảo ơi. Làm gì vậy mày chết à? Lột bị lẹ vậy. Bé có hiểu nó nổ đau quá. Làm lẹ vậy. Kìa lên lút đồ đi, kìa lên lút đồ kìa sứ. Lút đồ qua chạy vỏ nè. Ủa có giáp kìa. Lấy gì xanh nè. Ơ tao bị tê. Gì hai đi. Ê dùng tuyệt chiêu vô mấy cái khiên á. Nó không bị tê nha. Dùng tuyệt chiêu vô mấy cái khiên á không bị tê. Đều qua trái luôn quẩn rồi. Chạy dưới nè, lăn xuống dưới đây mà. Chạy đi. Nó chạy cầu được á. Từ ui, bỏ con kia. Không đánh được, đánh được. Lý vậy? Nó quơ cái đuôi đừng, nó quơ cái đuôi thì né, nó quơ cái đuôi lăn ra. Nó quơ cái đuôi thì lăn ra. Con này nó dễ, này đánh dễ rồi trời ơi. Nó quơ cái đuôi lăn ra, nó quơ cái đuôi thì lăn ra. Tôi không có cái điều ta. Điều nào. Làm cái đi. Ơi, kéo ra cho 97 kìa. Ai đặt 7 rồi kìa. Kéo ra cho 97. Quẳng, kéo ra cho 97 quẳng. Kéo qua con này. Đó. Ngon. Tuyệt vời. Mọi người đi đánh boss lâm mà mình chưa có gì hết vậy anh Huy. Chưa mà. Tao có rượu rồi mà. Chị ra đi farm mà, chứ có gì đâu. Em có đánh boss đâu, đánh dân thôi à. Gì hả? Chị ra farm mà. Ủa. Chung là cứ có thấy gì tham đó, có thấy gì đập đó thôi. Mình thiếu đồ, mình về rương mình lấy được không? Về cứ bỏ vô gương. Bỏ vô gương xong tự ráp ra luôn, khỏi lấy ra. Ủa? Xài chung. Đi ra chỗ chế dụng cụ cũng tự lấy được luôn hả? Xài chung cứ bỏ vô gương là bỏ vô gương rồi xài chung nguyên đám à. Ôi, em thiếu đồ. Nè xuống đây à. Sứ ơi, mày đâu rồi? Cần cái gì anh Nam? Cần cái gì? Để coi cái rìu xanh thiếu. Hai cái cây, hai củi anh. Trời, máu nước câu kìa. Mày bỏ vô đống mà. Sao nè, đau đủ nè, 0/2 nè. Hát phần của mình đi. Khen nè kì. Ôi, cái cành cây, không ai lượm cành cây hết. Nãy giờ chạy em dòng lượm được có 2-3 cái. Farm đi, farm cuốc đi. Ôi, mà biết xe. Đây, lấy về đây. Cây. Tao chè lên người nó đánh luôn. Oh shit. Oh shit. Ôi tao trường Tuấn nha. Đâu. Chào ông nha.
Rồi đó, bỏ hết đồ vô rồi đó. Có thử coi chế được đồ chưa Nam. Rồi đến chạy về. Có chút là teleport chưa? Cái gì vậy anh ấy? Nó nói gì? Trời tối rồi đó, tôi đừng thử thôi. Tối này nè. Sắp tối rồi mà. Ừ, cái này là survival, cái này là mỗi màn mỗi khác mà. 15 ngày là hết có rồi. Hôm qua tôi chơi tới ngày 15 nhưng mà tôi thấy không nổi ấy, cái tôi tự out luôn. Nó chưa qua, tụi tôi chưa qua survival đâu. Mình vẫn làm mấy cái này rồi. Saga. Chơi mấy lần Saga ấy nhỉ? Mình chơi 5-6 lần rồi. Có combo Saga mà chưa đánh. Đánh luôn mà, đánh bằng cầu thủy đó, boss Saga là bằng cầu thủy đó. Không phải, boss Saga là trong cái hang động, trong cái núi. À đúng rồi. Đấy, có ba đi về đi, chạy bộ đi. Chạy bộ đi. Đi vòng vòng kiếm đồ xong ta là bọn gì. Khí. Nè. Chọn ba mày. Hụt. Tối hả? Tối rồi. Tối đi về. À nha, nhắc nha, ở mấy cái bờ biển á, nó có mấy cục đá xanh, đá tím á, mình khoan farm nha. Tại vì mình lên khoảng cuốc tím, cuốc xanh á, cuốc xanh dương á, thì mình farm nó ra nhiều hơn nha. Chỉ giờ mình chỉ nên farm đá thôi. Về thủ nhà. Ôi trời, tên là bọn anh hiểu nha. Đi đồng chút nghe gì? Về thủ nhà. Oh shit, nó đông thế, lag thế. Bắt nhiều lính hơn mà, nhiều người nhiều lính hơn. Ui to thế. Không bắn trâu vãi mày. Trời ơi. Ui trâu ơi. Ồ, ta có cái rìu. Ồ, cái rìu đánh nhanh hết. Ủa đông thế. Đông một hướng đi. Đông mà. Your tribe has survived. Đông rồi đó, đã qua ngày mới rồi đó. Mỗi người đều nét cho cây thần đi kìa. Ủa là một màu quần áo. Bỏ vô cái gì được. Được, cái gì bỏ vô đó đâu nét không được. Hồi máu không? Ai cần hồi báo không? Không. Hồi luôn đi, à, hiển hồi máu không? Nam hồi máu không kìa. Thôi em bỏ vô đây là nhiên lúc nào nó cũng xài được. Cái rương đâu rồi ta? Rương đây hả? Cái gì hiển nói gì? Kiểu này. Bây giờ bỏ vô rương rồi lúc nào nó cũng xài được vậy đúng không? Rút nó lại. Mình đó hả? Cả đám mình á, đúng rồi, đổ chổng nó chia với anh em mình mà. Cho nên khi mà craft cái gì thì mình nên tính toán đường với nhau. Có nên nâng cấp tháp không? Tháp, nâng cấp tháp với ưu tiên tháp chứ. Ủa anh, mình chụp phải là mình quăng vô đúng không? Có on á. Có on luôn hả? Ok. Vì mỗi cổng một tháp hả hay sao? Mỗi cổng một tháp trước đi, ưu tiên mỗi cổng một tháp trước. Ok. Mỗi cổng một tháp là gì anh? Mỗi cổng một cái tháp, cái câu đó là tiếng Việt mà. Sao đâu có nói tiếng Khmer. Mỗi cổng một cái tháp. Cái tháp bắn tên đấy. Để tôi nâng cấp tháp cho tôi có dư sử. À mình có silver, đừng có làm giáp nha. Mỗi người lên dụng cụ trước đi. Tập trung ưu tiên cái dụng cụ đá trước. Anh ai farm. Vô lên dụng cụ. Dụng cụ gì anh? Cái dụng cụ á, hiểu không? Đá đâu rồi. Cái đầu đá ưu tiên cái cuốc đá trước. Rồi xong rồi mới tới mỗi người một cây cuốc đá trước, đừng có lấy cây cuốc gỗ. Đừng có lấy cây rìu chặt gỗ, đi cuốc đá, cuốc bạc về. Cuốc bạc hả? Ở đâu anh? Ừ. Có bạc rồi đó. Ừ, có bạc rồi, hồi nãy giờ mình đi lên cái khu vực mà mấy con rồng hồi nãy á là đã có bạc rồi. Bây giờ tôi xuống dưới tôi farm thêm mấy cuốc đá xanh, đá tím. Cái này xây cái gì đó, cái farm trước mùa đông á. Chưa mà.
Master đi hồi lúc hướng dẫn. Ui, mấy con đã đánh lại rồi Hiển, bỏ Hiển, mấy con đã đánh lại rồi đâu đó. Đã biết nữa, nó 200 mấy lực á. Anh coi anh bao nhiêu lực trên bao nhiêu lực á, anh đánh đó. Đốt trái á. 140 à. Thả lên mấy người. Hay vậy, có chỗ tôi lên bóc kìa. Có một ranger, nguyên team mình có một ranger duy nhất là ai muốn ranger thì cứ thoải mái. Ok à, ông không sao, ông đã ghé tôi là tôi vui rồi. Cảm ơn ông nhá. Ông nghỉ sớm nhá. Chúc ông ngủ ngon nhá. Ngày mai nhá. Thì con mẹ đi đâu. Ê, what's up bitch? It's a bitch. Yeah. Có thêm một có cái gì nữa đi. Thêm lên chưa? Nặng quá đừng qua sự đó. À thêm một cái thêm một cái dùng lấy bạc nhiều nữa nè. Nam thêm một dùng lấy bạc nhiều nữa nè. Đâu vậy? Nè chỗ anh nè. Cái màu cỏ của nó mày nhìn là mày biết mà. Bao nhá. Qua đây. À đây có đồ này chưa lấy. Thích đồ về thủ. Hello. Thăm thăm. Mày làm cái cầu đó. Anh chắc nghĩ là được. Sir Mayra. Sir. Hafirutir, Hamsan, Endubaka, bay có đủ không? Đây Sao tôi không donate được cái vũ khí ra? Em donate mà. Bỏ qua hướng em đang donate đây, em mới donate lên. Ừ, vô tab vũ khí á. Ok, đã hiểu. Tôi không xài búa. Nó. Hey dude. Xài búa thì có hai cái xanh nè. Gìu hay là búa? Ace. Ace hả? Ừ, cứ để chỗ đi. Nhà má công nhận có đồng lợi thấy năng suất phát. Đúng rồi. Thì vậy thôi. Cái mỏ đá, mỏ gỗ gì á là mình từ từ mình upgrade lên. Nãy sếp lăng chưa mà. Cấp rồi. Ngon. Hoppa handsome. Hoppa handsome. Nó từ từ sẽ cho mấy cái hiểu đúng không? Ừ, tính theo thời gian. Lấy xe mê ra. Dài. Kiếm được đường băng tuyết rồi nha. Nắp cái nhỏ không ta? Không nhỏ đâu. Không nhỏ đâu Hiển. Bắp bự vãi luôn á. Thề. Đi không hết luôn. Mà lần này vẫn chưa tháp hết luôn. Survival chắc mới đi hết. Trong rừng có mấy cái tượng có màu đỏ, màu vàng là gì vậy? Đó là tượng hồi máu nha. Những cái tượng là tượng hồi máu nha. Bấm vô cái nó hồi máu heal over time. Màu đỏ là hồi máu. Màu xanh là hồi mana. Là hồi có kỹ năng dùng kill á. Màu còn vàng là hồi... Chạy nhanh. Mình có thể đi xa xong rồi mình tối mình phù về được mà đúng không? Đúng được rồi. Được, có cái T á. À, là nghĩ có phải đi vòng xung quanh nhà để chạy về đép á.
mà nhớ nha, nó phụ nó đâu ừ đâu. Ê nãy giờ chưa xài kèn nữa bay. Kèn. Cái phù đó nó có thời hạn sử dụng rồi. Ê kìa dưới có cái teleport. Cái gì vậy? Thì đem đang báo gì anh ơi. Cái gì cơ? Ờ sắp tối sắp tối. Mua đủ tiền giấy. Con gì mua rồng dữ. Rồng đó em đang farm á. Tại có người lớn, có người khổng lồ nên em farm không được. Đánh rớt ở đây rồi. Ủa gì đây? Rớt cái con gì có chim bánh cục. Có chim bánh cục là băng tuyết luôn anh ơi. Cái gì cơ? Ủa đâu phải. Có mấy cục màu xanh. Màu xanh. Rồi. Ở đánh gì vậy bảo? Để đồ đó nha, để em rút, đem rút làm đồ luôn. Rồi, tới rồi, mọi người đi. Ủa luôn, chị mất máu. Tối rồi hả? Tối rồi. Tê à? Tê à? Kị bảo, ê, ê, đừng, 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 thằng Nam đừng có tê. Ê, sao anh? Em lỡ nhấn rồi. Thôi lỡ nhấn rồi thôi, không chịu rồi. Tê à? Muốn tê, tê mòn, mà đã chen sâu. Gần, gần như, gần, nhưng mà gần gần mình có chỗ teleport thì mình cứ teleport về thôi. Khi tê cho ổn. Quên ha. Ồ, nó có cooldown hả? Cooldown. Tính sai cooldown cái là bú nguyên đám luôn. Một ngày đó hồi không anh? Không, mày tính thời gian đi sao tao biết. Ôi, mình bỏ vô tất cả sao ta? Một cổng hai người đi. Leon. Em thủ cổng dưới nha, với lại anh Call the God ai vậy? Em anh quẳng á. Quẳng hả? Quẳng. Mình làm gì mình làm quẳng. Trung Anh anh. Mẹ đừng nghe lời nó sợ lộ đó. Trong này không gọi mày là quẳng mà. Tết Huy còn gọi mày là quẳng đó mà. Lìn này. Dậy. Tôi gọi nó là quẳng một việc quen. Ờ anh cứ gọi nó là quẳng đi. Chó sứ. Ờ mày không kêu thằng sứ là thằng sứ rồi. Mày bây giờ kêu nó là Minh đéo đâu. Ông đó là cái tên quen thuộc. Mày cũng là cái tên quen thuộc rồi. Tên ta không mặc. No, it's a quen thuộc bro. Ủa, nó tàu quá. Dâu, con tử tàu. Chạy hộ, Chạy gì này. Đây anh. Xong rồi hả? Đây chưa, ồ xong rồi. Ok, xong. Qua uống hồi máu hương. Không, anh không hồi nha. Ai hồi, hồi chung đi kìa. Để tôi chờ chờ. Đây đây. Đây. Ai nữa không? Ai nữa không? Bấm đi anh, bấm đi anh. Sì sì. Tìm một chút. What the fuck? Ma cả đám. Thằng kia mua chi thằng. Ho gì? Ho gì? Nâng lên level 3 luôn, ghê. Tao nâng á. Cái phù này chắc sẽ đi farm 3000 tao nâng quân hồng máu không? Đánh luôn bảo đánh gì mà. Hệ điện nó sợ hệ điện anh em qua đây. Em lên cung xanh dương rồi nè. Kết, kết cho đi cái. Chó sứ sẽ ra mày. Thiếu cái gai kẹt gì đây. Chó. Còn dưới nữa bảo ơi, còn dưới nữa. Em thử nha. Mọi người ơi, đâu là đồ xanh dương chưa? Xanh dương là đồ cấp 3 hả? Mày lên nhiều gì vậy bảo? Em lên đâu, em lên cung, cung em cấp cung xanh dương rồi. Không, tao hỏi đồ farm kìa. Rìu quá, rìu xanh dương, rìu xanh dương luôn rồi. Má còn đang đồ xài đồ cơ bản. Nghe cô đang xài đồ cơ bản nha. Ủa? Má dùng phía bắc nó có cái gì mà thấy sương mù tà đen không em? Chưa kêu đẩy qua hướng tây đây. Thằng Nam nâng phát chưa? Là gì anh? Bấm Y lên. Y ngắn rồi. Chọn blessing. Blessing. Ừ, đó hai phát đó mày lựa đi. Một bên là cung thủ, một bên là cận chiến đó. Đây là worry. Rồi worry đi.
Ủa xong xong xứ nó ao 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 quá rồi. Dạ bấm nào bấm nào bấm được đấy. Hồn quá tiện thấy gì quá. Click my bone left the work what the fuck. Ủa nè chọn cái lát đó được gì anh? Ờ chứ này có được kỹ năng của cái lát đó. Lát đó. Đi xuống dưới nè. À, hồn báo gì? Ok, đi hả? Chàng trai nào để xếp and quit ở cái setting đi trời. Chí đẳng. Mà tao cho thấy thằng này nào, xảy cầu ngu quá phải liền đi. Nên đi về hướng này. Xảy cầu này đi. Thằng nào xảy cái chỗ đi với Chí vậy? Má. Xảy cầu này nó ngu sao? Ồ. Hình hiển kích cái cầu đó để dịch chuyển luôn nha hiển. Biết rồi. Ồ, tao thấy mày đứng im mày chạy. Mày teleport kìa má. Tôi lắc qua như thế vậy luôn à. Nó 56 pin hết mà. Đúng rồi, 56 pin hết mà nghe ghê. Chứ. Smooth mà lờ. Anh Nam nâng dụng cụ farm chưa anh Nam? Ờ, hồi nãy nâng tới cái ba đó anh. Trời ơi, mức 3 là ngon rồi. Đừng lên không mày. Là không rồi. Để con xem cầu được. Xem cầu được luôn. Hồi nãy mình chưa tìm boss đúng không? Đồ để farm là vẫn cái đồ đá đúng không? Đồ để farm đồ đá là được. Chỉ là này con Thôi, đừng, lên silver đi, lên xanh đi, lên thì nó tăng nhiều hơn á Hiển. Ở bên trong đấy này ha. Đúng rồi. Xây cái à. Xây một cái xanh cái lực con. Nhà còn được không? Mình xây xác quá. Ờ, oh, yeah. Cái này vô gì mà 170 dữ à. Ừ, để ta xây. Mạnh á, Nam. Hướng này nè. Đây. Chẳng bảy chỗ khác chơi. Ở đâu tao qua đánh như mày nè Nam. Đánh cao lên. Ờ, đánh đâu rồi nè. Đây, tao đây, mày đó, nó đâu. Lên cao lên. Mang được rồi. Mới còn 140 rồi. Mới 8. Đánh cái chạy lửa luôn Nam à. Ờ, bạn nó tới rồi bạn. Amen cô. Nè. Cục bạc có. Cơm. Cô nhạc lên. Cô được có 40 rồi hả? Hả? Cô được có 40 rồi hả? 40 là cái gì? Ừ. Ờ, đã đánh. Chết mẹ con rồng tới. Nó không gì anh. Nè mày thấy nó liền nè, đây nè. Anh ông ăn. Mở thùng chưa? Rồng đánh được mà, rồng có thấy giật đuôi á là né giật né lui vậy thôi. Nãy em không có đội cánh được con đó luôn mà. Chúa à. Lát thằng Nam gãy nè nha. Ủa nó còn không rửa nó đảo à. Hả? Nó không có gì nữa, nó có nó không có gì nữa. Nó đồng boss mà. Đúng không? Phan boss không? Không đồng bình thường á. Ồ, tao teleport, tao ấy nè. Được. Thiếu silver đúng không? Đây. Đang farm, đi vô những cái vùng mà đất nó thẩm á. Thẩm màu nào quá. Ủa, cái gì đó xử. Ừ. Cái chỗ trên này là hiện trên tôi với Việt Nam nè. Ồ, có nơi teleport. Cái đồ quá trời nè. Tạm đi, lượm đi. Tê chạy. Smooth và lờ. Ủa lát nữa cái rìu cái bố của mình hư anh. Cái vũ khí mình hư đùm lại không? Vũ khí sửa hả? Không, lỡ cái bàn là sửa. À, cái bàn là sửa. Người trên đây chưa mở mát nữa nè. Cái giờ đỏ cái, lên. Cái đất màu đâu nè cho anh. Quét không? Không. Cái đó là mở mở dùng dùng lửa. Dùng sa mạc nó nóng á. Đây, silver đây, silver về đây. Silver cho em coi được. Hả, tao đập mẹ rồi.
là nó cục tròn tròn mà có mấy cái đèn đen á. Nó là silver đó, nó có đống đèn đen á. Bỏ hết vô cái dụng cụ. Smooth vậy là cái gì ạ? Không rồi tới làng hả anh, thấy gì ạ? Sắp tối, sắp tối. Cái ngày thứ 4. Anh Hiển đang qua con nai anh Hiển. Xuống đây sữa. Coi, lát em qua chung lúc chúng anh nha. Lát cái gì em pin lại cái chỗ anh giải phóng nai á. Cái gì ạ? Để nguyên đám có loot. Cái đó loot riêng mà. Cái túi nào màu xanh dương á là cá nhân loot chung được. Còn cái đồ màu nâu á chỉ có một người loot thôi. Đấy. Ồ, chỗ này bán đồ nè. Không, bán gì nè. Cùng nào vậy? Đây nè, trên dưới nè. Cùng đó chắc bán độc quá không? Cùng đó độc rồi, cùng rừng là độc rồi. Nó chia heo vùng mà, cùng rừng là độc rồi. Gần đó có tổng di chuyển không đây? Không. Cái ngọc ba sứ. Nó đá gì về nè. Kiếm đường về. Coi gần đây có mấy đi về chạy hơi xa đó. Nói còn đang cùng thầy đồ. Mời máu cái. Đừng lăn xuống nước nha Nam. Cái này cũng tính là nước, là biển nữa hả? Ờ, mày lăn dưới là chết đấy. Viking nó ngu lắm. Viking nó ngu nào. Viking ngu nào cũng đéo biết ạ. Cưỡi rồng ở ngoài biển đồ cũng hơi chơi ạ. Nó cưỡi con đồng lộ, nó cưỡi con gì. Em 4 silver nè, vui vẻ cho anh em sẵn. Ô kìa, gì vậy Bảo? Rồi xong luôn. Má, 3000 mấy xu. Sao vậy? Rồi xong luôn. Lút sát Bảo được không? Không anh, nó mất xô luôn rồi chứ lá sát không quan trọng. Mất linh hồn. Sao vậy? Tại chết là mất linh hồn luôn. Khi mà mình chết là mình mất linh hồn. À, đi farm nó giờ để về úp cây cổ thụ lên 10.000 đủ đời con chưa số nó nhỏ nhá đi về thôi tôi hả tao về rồi tao bấm về rồi sáng rồi về tới là sáng mẹ nó luôn à. Game của lờ. Anh Huy đi chơi xuyên đêm nha. Sắp đêm đúng không anh? Ai gà. Vulcanir. Thôi. Nói cái đường về ở đây cầu ô. Ôi qua nâng dụng cụ chứ hả? Dễ sửa đồ chứ. Lên búa đi Nam. Nam nào anh, Nam chưa gì à? Anh kiếm đi. Tà heo, đối đủ cut stone. Cái dịch vụ sách kia dò rồi. Tính ra con cung của tao hơi bị... Cái cung điện tao hơi bị phế quăng. Biết sao không? Tao đi mình, tao đếm hồi máu cho tao được. Mới đi hết kiểu rồi nữa này hả? Chưa, tao chưa bỏ vô. Nè, đây. Chưa mà đếm hồi máu được, nó đi xuyên qua map luôn. Để làm mẹ vậy. Best luôn. Cái đó bây giờ là sao tôi chết nhảm á chứ không là pha đó là anh từ hồi máu được trời cho tao sống rồi. Ý y quá. Ê, má ngồi nãy pha mấy cái chạy liền luôn. Phải lộn. Bây giờ mình có được mình bây giờ mình có nên nâng cấp quần áo đồ lên không anh? Khoan, lấy cái kiếm chứ lấy cái búa hay cái rìu gì trước đi. Ưu tiên nâng cấp cái vũ khí trước hả? Mày có dụng cụ farm chưa? Rồi ba. Là màu gì? Ông cân cần hả? Giết mấy con da xanh ở dưới biển á. Xanh dương hả? Thôi nâng một cây tím đi, nâng cái cuốc đá tím lên. Cuốc gỗ thì lá đúng không? À, cuốc gỗ thì giữ cái nào giữ. Thiếu hai cái ăn xung cần. Đây làm gì vậy? Làm cái kiếm độc Linh Hon Spy lấy không biết tao có nem Linh Hon Spy hả? Ở dùng cái dùng đất sẩm sẩm luôn á. Sukin là cái nét hình dạng như thế nào? Nó giống miếng gỗ cong cong giống cái thuyền á. Ờ tao chưa có. Giết ở chỗ mấy con da xanh ở dưới cái bờ biển á. Còn bờ biển nha.
Ra đi, ra bờ biển farm đi. Nhớ lấy cuốc theo, farm mấy cái đồ nó nhiều nhiều lên. Phải liền, cung thủ bắn từ dưới lên hụt. Má đây có phải là mid, đây có phải là em ba chất kiểu gì đâu mà bắn từ dưới lên hụt. Đây, tìm được chỗ bán đồ ở đây. Cuối cùng mới được bán đồ. Đi qua vùng băng đi. Dùng băng hả? Có đồ chưa? Không phải có ấy nha. Mày có đồ chống chống băng chưa? Có bình chống băng chưa? Chống mới qua được băng hả? Ừ, chứ không là nó rút máu chết đấy. Rồi giờ em biết rồi. Thì không qua đó nữa. Không, mình phải tự xây đồ đó. Xây đồ được á. Ờ đó. Nó thảo nào đam yếu. Bấm C. Có gì xây đó. Má. À, bảo bảo chết. Cái cung tao tự nhiên nó bị. Bảo à, mày đang làm anh quê với mấy bạn mới á Bảo. Nhưng mà em nâng cấp nhiều mà. Tính ra em một mình em nâng cấp 2 lần vũ khí, 1 lần thuốc mà. Come on. Cái gì đây đây? Sao nó cứ kêu? Tính ra em cống hiến nhiều mà. Chúng ta ai cũng đóng góp. Ôi, nhiều mà. Con nấy ở người đây lửa, nè. Người lửa. Bắt thêm con rồng nữa chứ. Người lửa. Giết con rồng giùm anh trước, giết con rồng giùm anh trước. Rồi rồi, em giết rồi, em giết. Đây nè, ở đây một con nữa nè em. Trời ơi. Mọi người tập trung lên đây. Đang chạy về. Đâu, nó ở đây mà, chỗ anh mà. Đâu anh đâu? Ủa sao? Nó đâu à? Chỗ tôi nè, có chỗ dịch chuyển rồi chạy ra. Anh Hiển có show không? Bắt không? Bắt. Anh Hiển có show không? Phụ em cái anh Hiển. Anh lấy hai cái này anh đi sửa giùm em cái. Em hết show rồi. Chờ tí. Rider A hả? Ừ, lấy hai cái luôn, hai cái đi sửa giùm em hai cái luôn đi. Rider A, anh có cầm cái Rider A à? Nhưng mà anh có sửa đi, của em cũng có mà. Ok. Còn not enough show. Ủa xong, má anh cũng đủ luôn hả? Rồi, anh quăng lại cho em đi, anh quăng lại cho em đi. Ok. Má cái này nó có tự động chạy như mát cái nữa. Nó chịu chứ. Má tự nhiên. Ờ, mọi người tập trung bên đó hả? Đang đánh nè. Mọi người lửa nhìn quen quá ta. Ui. Đánh đi. Đừng nhìn. Ôi nó đạp rồi, chạy. Nó khổng lồ hả? Phun, nó phun nước bọt kìa. Sớm quá. Bọt dơ mà lửa. Dơ. Ui, chạy. Ai có nhiều xô cẩn thận nha, gãy đấy. 400 mấy cơ tính là nhiều không anh? Không em, 400 mấy chết đi em. Ôi đi cố mẹ. Nửa cây máu. Mấy cái vòng vàng nó phải. Mấy cái vòng vàng của nó phun nước bọt nữa kìa. Gớm quá. Chết, chết đó. Nó đạp vô cho nó nổ. Ui, cái bom nữa. Ôi, bom. Rồi. Cái này hệ thống tìm đường nó hơi bị. Đây, ở chưa quen á. Hiển chưa quen á, nó theo tầng á Hiển. Đúng rồi, mà em bị nó mới khó chịu á. Make it for the win. Ủa cái lúc mà nó đạp xong nó còn một vòng vàng mình vô được không? Hay phải chờ cái vòng vàng đó hết? Theo tinh kìa. Mà đúng lúc quá vậy. Đạp xong rồi anh vào vẫn được, không sao. Đây. Bây giờ nó còn 85.000 anh. Phải lòng. Ôi nó đạp. Khổng lồ đạp không mà đâu hết. Ôi nó đánh kìa, nó đánh xuống kìa. Ui. Nó đánh xuống được cây máu đấy. Sao nó to thế nhỉ? Nó đạp. Ôi chi chứ.
Ôi, về thủ nhà. Rồi điểm tôi đã bỏ ở đâu vậy? Không có. Thôi, tê thôi. Cái tháp nữa nè. Thôi thành phù thôi. Why you naked? Thằng này sao này có chuông ấy, nó nhìn kính quá. Em có cái chuông nữa ta. Wow. Ồ, nó giống như mà nó giống như Barbarian. Má ơi. Qua cổng phụ cái con to lắm. Ừ. Con to luôn. Đây. Ông bảo đủ xô để mà sửa đồ chưa? Xong rồi anh ơi. Đây. Con to boss luôn. Cẩn thận đấy nha. Ông phụ đâu. Đâu hết. Đâu hết. Ôi trên nha, cái bóng, trên nha, cái bóng đó. Rồi xong. Không bao giờ nắm hết. Đó, cái đồng hồ á, bên. Hả? Ồ, bên đó không ai có hệ điện luôn hả? Một con nữa kìa, thấy á. Donate. Thôi, cái này phải donate trước khi... Thôi, giờ donate ok đi. Đây rồi. Giờ đánh. George! Đi về ta đi đây! Đau quá! Đâu, tụi bay ở đâu? Đứng yên coi, tao hồi máu cho coi nè. Đứng đây, đứng yên. Lấy kia đánh con bot phụ kìa. Bot máu nè. Má ơi, vậy shit. Má vừa hồi máu luôn. Con em. Ủa gì đấy? Cái dòng hồi máu của em. Hồi máu. Ai cần hồi máu không nè? Đây. Ha yeah. What the fuck bro. Mới sửa đồ. Farwood. Hey dude. Donate cho ba bảo coi. Say say. Nâng cấp đi. Ai nâng cấp rồi thì nâng cấp đi kìa. Ai cần khiêng không? Ai chơi khiêng không? Cho bảo cần khiêng không? Cho khiêng. Thôi, không có chơi khiêng đâu. Tao đeo cho đẹp vô. Không ai chơi khiêng à? Hacker. Check the money back. Khiêng for Jose. Yeah, khiêng for Bushi. Ủa bao giờ mình mới nâng cấp quần áo anh Thủy? Mình có bao nhiêu cái sầm nữa. Người ơi. Đây nè, anh đây nè, mới up mic. Với kinh nghiệm chơi ghiều của anh thì mày không cần bận quần bận áo đâu, mày cứ tán tụi nó thôi, mày chết thì thôi, mày chết là do mày dở. Ghiều đánh lẹ mà. Quần á, ông ghiều cái búa chứ lộn, với kinh nghiệm chơi búa của tao thì quần áo không có giúp con mẹ được mày hết á, bận cho có cho đẹp vậy thôi. Mấy cái tháp giống như trong kho vậy. Mấy cái tháp đủ nguyên liệu rồi đó, giờ ai có đủ châu thì cứ đút vô ha. Ừ. Tôi đi bỏ nguyên liệu vô xưởng đá. Ưu tiên xưởng đá rồi chứ. Xưởng đá chứ không phải là quần nguyên liệu mình cứ quăng hết vô bên cái rương anh. Được. Xuống đây chưa ơi, đám nè. Tưởng mình có lấy mình quăng hết rồi lấy vô cái rương chứ. Thì vô cái rương nhưng mà cái rương đâu đem ra ngoài được đâu, chỉ dùng trong phạm vi trong đó thôi. Cái bài khó này là cái gì mọi người? Cổng cầu bài khó cứ mỗi một con dơ cho tôi mình giết thì mình có thể thoát đó mà. Thoát ra, ví dụ mình đánh đéo rồi thì mình thoát. Tối nay không có thuộc thần thủ nè. Cái gì đây?
đá đây hết rồi. Cái gì dùng dòng kiếm cái xuyên đã dùng tay bắt quá. Tay đồng bắt á, thấy rồi. Kiếm đồ gì hiện? Không, ý là cái đồ tay lên vọt á ở vùng phía đông bắc của mình á. Đồng kiếm bắc đi, ơi. Nãy giờ mày đưa ra hướng đó, nó đang lên tới trên để gọi về đi đánh cái con người lửa. Để em đưa nó lại. Đâu cái cổng nào rồi, trời ơi, xấu rồi. Không biết cái trạm bắn này mình đô nét hồn cho hết. Ừ, có ít hồn. Biết, ôi, biết. Có kiếm điện hả? Sao mình giàu vậy xứ? Có nhiều điện luôn rồi. Có điện 1, 2 mới dễ làm mà. Mày đâu có điện đâu, mày là kiếm mà lên vàng mà. Tao có... điện mày lên vàng luôn. Giờ ai cũng lên xanh dương hết mà, mày chưa lên xanh dương à? Cái gì lên rồi? Kiếm thì kiếm level 3 rồi. Ừ, đó. Tao cũng kiếm level 3 rồi. Tao cũng level 3 rồi. Không phải level nữa là cung xanh dương. Giờ mình có đưa nét hồn, mình cứ đưa nét hồn cho mấy chiếc chạm bắn thôi đúng không? Ừ, chạm bắn lên hết đi, em xong hết. Vòng làm cái cút, chiếm bắn vào lòng. Rồi cút tiếm nữa mà. Cút tiếm đi. Rồi nha, hai chạm gì hai thưởng lên rồi nha, thưởng dai, thưởng đá lên rồi nha, để một chút xíu còn farm cái gì mình còn có đồ để mình dịch chuyển đi qua dùng mới nữa chứ. Đấy, sao đủ cũng sẽ dịch phạm. Mày biết build đường búa, mày biết build đường búa của Warrior chưa Nam? Đã sao anh? Vesting, nâng mát, nâng mát đường giữa. Mát đường giữa đẩy thẳng qua luôn hả? Ừ, đẩy thẳng. Có địa chế. Đẩy thẳng qua thì tới có 2 điểm mấy. Tới hết đi, hết đi. Xong rồi lấy 2 cái trên. 2 cái trên. Ranger không biết. Ranger hả? Ranger, anh có dùng quần chiến không hay chỉ thuần cung thôi? Không dùng luôn. Quần chiến. Có quần chiến không? Có quần chiến rồi, em tí. Để em biết xong này. Đang hết phụ bên kia luôn anh ơi. Không. Lấy chiêu hai cái nắm đấm. Lấy cái chiêu hai cái nắm đấm giờ lên thôi. Anh có còn chiến hả? Còn bao nhiêu điểm? Giờ anh nâng một cái tốc độ chạy bên phải nè, thấy không? Ừ. Cái anh nâng lên cái chân gịch sót á. Xong rồi anh nâng một cái lên cái dual weapon thôi là làm chậm cái địch trong 25% thôi. Lên cái đó thôi. Wow. Xong rồi anh bẻ qua cái dòng số 2 á, từ Jaded anh bẻ qua là Princing, thấy không? Princing Arrow. Rồi xong rồi anh bẻ xuống hết luôn, đi mỏi dòng 2 thôi được rồi. Vậy lên dòng dọc á, dọc 2 được. Chainsaw, sau đó durable. Chainsaw xong rồi, đâu? Chain shot xong rồi pressing around với lại durable weapon. Nếu mà anh có dùng cận chiến nha, mới lên durable weapon nha. Rồi xong rồi đi hết nguyên dọc luôn. Rồi được. Chứ mấy cái kia Huỳnh... này sao không quan trọng. Huỳnh Hiển đang ở gần cái chỗ vàng. Huỳnh Hiển kiếm chung với lại lúc ma bo đi kìa. Đang kiếm nè. Kiếm mà thằng cái đó là giam giữ anh Hiển, thằng gọi là dân mình bị giam giữ á. Nên mình phải kiếm một cái chạy để mình đánh xong mình giải cứu nó ra. Thì biết nhìn cái đồng hồ vừa góc bên phải trên không anh? Biết em. Cái nhà này tối. Đó, cái phần màu đen là trời tối đấy. Cái phần xanh lá chỉ vô thấy không? Chỉ mẹ chết Hiển rồi. Cái mũi kim xanh lá là cái hiện tại đúng không? Đúng rồi. Thế đang chiều rồi đó. Vậy là bây giờ là chiều rồi hả? Rồi xong. Má, lít mà bò đợi luôn. Và... này thì không, này thì không mặc áo tăng đam này. Không phải, ta là nhảy xuống biển. Không phải luôn. Mà chết gì không chết, chết gì nhảy xuống biển. Đi bơi. Mết. Nhục phải cái liền luôn. Mới nhìn cái tưởng không màu đen. Nhà thiếu stone nha. Người Viking không chơi đồ. Ủa stone nãy anh bỏ vô rồi mà ta. Nhiều lắm á, anh farm stone nhiều lắm luôn á. Audit man ô. Mày lý do gì nữa? Nhảy xuống biển à? Đi trang sứ mà tao nhảy xuống nhưng mà đi về đấy thì sao nó nhảy vô khu nước luôn. Chết
Everybody hai bay đủ má, thích thích đi tắm biển đúng không? Nói tiếng tao chỉ cho chơi game Swimming Simulator. Tụi bay thích thì tao chỉ tụi bay chơi game Swimming Simulator chứ đừng vậy. Silver ở nhà mình được bao nhiêu rồi mọi người? Không biết có 10 gì. Có 10 à. Gì. Em men cả tấn vậy nè. Tối rồi. Trời ơi, bất trời. Đây, men cả tấn vậy đây. Ôi, mấy cái gì rồi? Cái hộp qua đây sao mà lấy? Hồi tối đâu có đẹp đâu, mọi người ở nhà làm chi vậy? Ủa? Lát thằng tốt công chạy về rồi. Có đẹp đâu. Sao cái này không đẹp gì bảo? Giết xong boss đó anh. Event giết xong boss. Á địch của mày á, mày nói gì? Hello. Thiếu cách stun. Úi. Ủa tao mới đem về đủ chưa? Hay là còn thiếu? Mày có WeWork fan không Xuân? Hả? Mày có răng sói không? WeWork fan ấy. Ê mình có cách nào để mình tăng cái cấp cao mới chết cao chứ. Không có à? Tao mất hết mà. Mà mày có WeWork fan không cho tôi, mày có WeWork fan không? Có. Nghe nghe. Có nhiều, tôi xin đi. Cái cấp hình của mình cao lên không anh? Không em. Có nhiều pro. Tao nói tao không có mà. Mất hết rồi. Đúng rồi, góc nhìn cố định. Chăm sóc mạnh vậy. Cái game này không phải ngủ ra để tao lấy đồ này. Không em. Ủa mày chết dưới nước đâu lấy đồ được đâu? Được. Ủa có ai lên lên chạy tiếp không vậy? Chạy nào vậy Hiển? Cái chạy chỗ tù nhân nè. Kìa anh Hiển, à, thằng Liverpool kìa. Gũ thêm. Không nổi à? Đông quá. Giáp mới giáp cho thanh lá à. Đây đây em ra đây. Tôi giáp một. Xa thế chứ. Chịu rồi, công thủ giống vậy defend à, cái defend nó yếu xìu. Công thủ defender mà mạnh nữa thì bộ em bị dập đó anh Huy. Dập chết mẹ luôn, nó dập em tụi em chết mẹ luôn. Anh chơi thả diều tụi nó. Chỉ có hit run được thôi. Chỉ đâu ở đâu đây, đây tôi lại. Ở đây sao đi? Anh Hiển có biết ứng ship là đứng yên bắn sẽ nhanh hơn và nhiều đam hơn không? Biết. Đi đánh luôn anh, trời ơi sao lại chạy thế? Xong chưa? Đây đang Mày rồi, ngon thế. Ngon chứ. Hiển đâu hoài, riêng lên mặt anh. Có. Ờ ơi, lên mặt thì đồng đội lên mặt không sao đâu. Ủa mấy mọi người có ai có werewolf không? Werewolf fan hả? Ờ. Rồi. Werewolf fan. Đánh đi. Werewolf fan nguyên vật liệu bên thành lửa vùng lửa mà. Để qua luôn, em có hình như có bình lửa lớn. Bình chữa nóng lớn. Cái bình lửa đó mình có cần gì để mình qua không? Chữa lửa. Ồ, ở đâu vậy? Chỗ nào vậy? lượm cho tao lượm. Mấy cái sự kiện này á, đồ của nó lượm riêng hiểu không? Nghĩa là ai cũng góp loot ra hết. Bỏ anh Hiển qua đây đánh bằng gì anh? Hả? Sự kiện gì? Đó, mấy cái sự kiện mày mới cứu đó. Đừng đánh bằng. Có hai con cho một bóng con kia nữa. Một tí 170. Qua đánh rồng à. Có cái nào bịch, có cái nào. Mày bao nhiêu? Có bấm M lên. What, mày yếu vậy? Bấm chuột trái. Thấy cái... mày thua tao trái hả? Tao 237. Đánh gì vậy bây? Úi dồi thằng này. What's a bitch? Đánh rồi đứng im về, đâu đánh. Đánh đi. Kệ vậy. nó bị lỗi mà. Đi về. Một lửa bây giờ là em chưa vô được đúng không? Ôi, về có bình hồi lửa ở chỗ bà bán thuốc. Mọi người ơi, mọi người muốn coi còn ngu dần của em không? Không em. Giờ em bị kẹt mẹ ở đây mẹ rồi. Xây cầu luôn. Vậy là có tự sát rồi à. Xây cầu luôn. Giờ xây là cầu lên, xây cầu xuống, nếu làm được con mẹ vậy luôn hồi xưa rồi. Sao con nhìn nó còn đất nghiêng vậy ta? Cuộc sống nó vô vọng phải luôn. Nó lỗi á. Nó không đánh đâu. Đập nó đi. Làm sao để phá được cái xứ mà mình đang vừa xây lên đó nhờ. Nhưng mà đánh. Ôi. Thôi, để ứng tê giờ thôi chứ sao vậy? Ứng tê thôi. Em xây được có mỗi miếng tường với lại miếng gỗ với lót lót tàn. Máu nhanh anh.
Ừ anh đó. Ngồi đi anh. Anh đâu có đòi là máu đó. Đây có rồi nhưng mà anh có mà anh không có lên giáp. Lên đi anh. Lên đánh gì đấy? Đi. Ờ con kiếm chạy luôn rồi. Chém. Giờ hết luôn rồi. Khi bấm C rồi lắc chuột á nó đổi mấy miếng khác. Ê chuẩn bị có đồ lửa đổi kìa, ngay chỗ anh Nam có chỗ giao dịch kìa. Cái gì đã vậy? Ngay lửa luôn. Cái gì vậy? Nam kích cái đó đi Nam. Chào anh. Còn vô đèn. Cái dịch chuyển nó đi, cái dịch chuyển nó đi. Em lại chưa lên được kia đó, em đang kiếm được lên nè. Chạy đại đi. Ủa? Hatsadubuge. Có cách nào lên được cái này không? Có, em xây lên. Đây em xây cho này. Hôm qua em xây. Ừ, xây giùm bảo, anh xây không được. Cái gì vậy? Soxer là cái hằng. Trên map có cái bài chỉa hả? Ủa làm sao mà làm sao mình xây thang được bảo? Ứng được vô hàng ứng ép. Không phải đâu. Rồi vậy ai cũng xây thang được đúng không? Hàng đâu có xây đâu, hàng chỉ có vô thôi chứ. Thang à? Thang là sao? Thang là C, những C. À những C, những C. Thang là những C. Xây xây được mỗi cái sàn. Tại anh chưa làm, anh về anh muốn kêu đứng gần cái bà kia làm. À. Lên 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 nha, anh chạy lên hướng trên hướng bắc tiếp đây. What the fuck mà xây thang tí ở đây vậy? Tao á, tao xây bị ngu á, cái tao bị kẹt cái chân sao tao chết tê. À ở nhà đó, ở nhà đó vậy phải tao. Xây góc dưới, góc 4, góc 7 giờ. Xây bị kẹt luôn. Bị kẹt. Ờ là cái lúc có tê không, tao đứng đó nguyên buổi tối luôn. Đè đi hết rồi. Ờ ở đây, đây có cái biển này nè, qua cái biển này thử. Silver. Soxer, ok. Nè hồi nãy ai kiếm mình sân kình xuống đây nè, có chỗ farm mình sân kình nè. Son Dr. Zarato. Kiếm cái cá tím mà đúng không? Đá tím, ừ anh lên được bữa cuối rồi farm. Dạ anh đặt đi, chứ em vẫn còn xanh dương. Ok. Đặt tiêu đi, đặt tiêu. Ờ cái chạy, cái chạy đó lớn á. Má có cái tele ở gần hai cái điểm quét luôn, sướng. Đã vậy? Hiển, cái thằng gần đó Hiển lấy đi mua đồ á, biết không? Biết. Ok. Tôi đang làm quét của nó nè. Ủa đây có cái gì, cái biểu tượng cái tay hình gần cầm cái túi là cái gì anh? Ờ, shop á, kích nó luôn đi. Có nghĩa là mày bán những cái dụng cụ với lại những cái nguyên vật liệu mà mày cảm thấy mày không cần nó để đổi lại thành hồn. Ồ, ở đây có nghĩa thì chuyển luôn hả? Ừ, kích nó lên luôn nè, đúng rồi. Trời, quá chết. Đây luôn. Cái gì? Mẹ thì không cần trời, không có gì bán hết. Mấy cái đồ đồ cấp 1, đồ cấp 2 gì đó. Đứng yên với anh nha, đứng yên nha anh, hồi nói nha. Mấy cái đồ cũ á. Đồ cũ á. Ừ, đồ cấp 1, đồ cấp 2 gì đó đem ra bán hết quá đi. Ồ, quá hồi nè. Let's go. Đó, cái skill hồi đã đấy, skill là hồi đã vậy. Có đồng đội thấy máu cây trên lên lúc nào cũng đẹp. Ra. Nguyên ơi. Khi mà chỉ ta chơi xong cái chế độ Saga này, anh em mình sẽ chơi Survivor. Đây đây đây. Này. À dưới xuống. Phải vô chắc nó khổ dâm. Ôi họ. Ủa sao nó chết mẹ rồi? Cái sói kia nó gặp cái giống gì rồi như. Mặt gì nữa, đó là xương đấy. Vô survival cái có một con chim gấp mình quăng cái đảo.
donate. Anh nghĩ là anh phải về thôi, anh donate đồ quà về lại cho anh em farm nữa. Hay quá. Defend the village. Ui, cái gì đây? Mushroom xanh. Đưa đây cho bố. Anh Dương cái thằng lá cái nào mạnh hơn anh? Anh Dương ba, trời ơi. Mày không có chơi game mobile hả? Ủa sao nay anh em mình không chơi? Ta là, gọi ta là trưởng quỷ. Phải liền, vì bọn cháu rất nhiều. Tìm hết bài luôn á ba. Gọi ta, ta là quản gia quá. Game dâm dê. Game quảng cáo. Quảng cáo là cái gì? Có cái thành dưới cái số mà 200 mấy gì đó. Cái số trên nó có cái mini map là sao? Cái gì? Cái số 200 mấy đó là lực chiến của mình. Ừ. Nhưng mà ở dưới đó có cái thành xanh đỏ là gì ạ? Đó là nhiệt độ. Đó là nhiệt độ của mình. Nhiệt độ nữa. Ăn vào khô lạnh là nó sẽ nhiệt độ máu xanh nước biển á. Nếu mà mình còn ở đó lâu thì nó trừ máu. Bây giờ anh vậy nè, giải thích vậy cho dễ hiểu nè. Hay quá Hiển. Cái cây cái thành đó nó có cái cây ở giữa. Rồi. Nó ở giữa nó tượng trưng cho ông quần áo của ông á, nó tạo độ ấm hay là bảo vệ ông khỏi lạnh nhiều hơn đó. Ê, thì thí dụ con đĩ mập ở cổng dưới đĩ mập. Ok rồi. Chào anh. Ủa? Đánh đi. Ủa? Em là giáo sư đây. Ủa? Tưởng nó bá phụ giống như đợt trước mà anh. Anh à, em nghĩ anh họ không có nên body shaming nó như vậy đâu. Con đĩ mập. Nghe nghe phát khăn nói chế tao ra gì chứ đâu muốn nữa. Ui con đi mập đạo lý tại tại Samsung mới vậy nè. Quần áo mình khỏi cần đâu ha. Lên một chút xíu cũng được. Đồ nấy cái cây. Ha ha, mày bảo đi mình nhốt. Hay lắm anh. You have been stabbed. Đâu, đi tới cái bạn nào để học ba cái leo xây nhà, xây cái em đồ anh. Cái bà bên đó. Bà. Rồi, để tôi đem đồ cũ em không xài đi đem bán nha. Ok. Nè bà này nè. Đó, bà chế mấy cái ground ở giữa. Mấy đồ xanh lá à. Thang lại là dài. Cái Linon Spire là farm ở đâu nhỉ? Con rồng. Ừ. Ok, còn bo crypto. Bo crypto là cái gì? Bo. Không biết nha. Cái hình như cái tấm da bên dưới là cái mà mình cứ ván chứ kéo lên đúng không? Đúng rồi, nó Hilo. Tức là mình mua đem theo hả? Ừ. Nó không chế được cái con mẹ gì hết thì không nãy giờ anh dính ở đồ xanh dương ngoài luôn. Có ngon rồi anh. Ủa gì hả? Nhưng mà đồ xanh dương của anh không có hệ, đồ xanh dương của anh mắc cười lắm. Thằng Nam nó lên được cái búa ba xanh dương chưa? Xanh dương rồi, để anh coi thử coi. Có ai có một cây Wii Wood không? Cây thì còn một cái Wii Wood không? Em có cái cây tôi thấy đúng một cái Wii Wood luôn. Ủa? Ê, anh Huy đâu rồi? Cái gì đây? Em có cái cây thanh dương nè. Nhưng em mới đâu kiếm ra cây thanh dương nè. Đâu rồi? Nè. Ôi, mấy cây này mày có xài không? Mày có xài giáp xài không xài vô đi. Giáp mình có phải đi còn đi nguyên bộ không? Đâu cần đâu. Không cần thiết. Cây thấy quá này đi không? Này lên xanh lá. Ở ai xài cung nhỉ? Tao xài. Quăng vô thùng đi, quăng vô thùng đi cho mấy thằng cung thủ xài.
Ok, bố em vẫn xanh dương à. Em xanh lá chứ lộn. Thôi đi tiếp. Nổ độc quá ngon kìa. Đem đồ cũ đi bán đây. Lên bắt đây. Lên 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 luôn. Rồi. Ủa, Obsidian tìm ở đâu vậy anh Huy? Ủa, ai là Bảo ơi, Bảo ơi. Chưa biết. Gì anh? Mua thuốc chống lửa ở đâu vậy? Đó, cái bà là... kia. Cái bà này luôn hả? Cái bà, cái thằng bán thuốc ở dưới á, thằng bán thuốc á. Làm chứ thuốc. Không có mua. Đây là bán đồ. Bo Bistol đúng không Hiển? Là cái đuôi heo á, đúng rồi. Bộ đó khó á. Bởi mình còn nhiều thuốc đâu. Thuốc gì? Thuốc một bình hình như nó có 3-4 phút gì đó. Nhìn nó quen quen. Say say. Thằng Bảo hồi nãy nói thằng Bảo có dùng đồ lửa đúng không? Có bình bình lửa không? Ừ. Đi không? Mình đợi đâu nóng lắm rồi anh, đi đi. À? Nãy em có dùng đâu. Đi. Ai còn đi hồn, sao? Ai còn linh hồn, anh Huy còn linh hồn anh Huy. Làm gì em? Sửa giùm em cái kêu mày. Đây. The Rooster. Ai đi săn gà kìa, nhanh lên, con gà nó xuất hiện trên map. Đây đây. Sửa giùm em. Gần cổng di chuyển con cái nha, còn con. Easy peasy. Đó là gì anh? Gà nó có mạnh không? Không, không có, lợi bắt con gà vậy thôi. À. Bắt con gà xong nó trả quét. Lên nóc nhà là bắt con gà. Gà đâu? Thiếu 5 cái armor. No. Gà đâu? Gà con gà. Gà có bao nhiêu sơ nữa? Có 1 armor thôi. Obsidian nè, hồi nãy ai hỏi. Anh ơi, con gà nó không hề đứng yên bên ơi, nó chạy nhanh, rất là nhanh luôn. Dí theo bắt ép nó là được rồi. Loot. Mấy cái gỗ rồi thức ăn gì ở ngoài là nó không còn lên cấp nữa đúng không? Không, 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 đủ rồi, hết rồi. Ok, vậy lên tháp thôi. God đang đây hả? Đi đánh hang không em? Đi à. Ủa hang đánh clear mà, hang đánh clear rồi mà. Ủa xong luôn rồi đó. Đánh hết rồi. Đi vô loot thôi. Rồi, vô cái đồi núi luôn kìa. Khỏe quá. Đây xong. Tại tụi nó yếu hệ điện á. Nghiêm cung xanh rồi, vô đánh đèn. Vàng kìa. Trời đủ hết. Vàng kìa em. Rồi, cứ go đi vô ship kìa. Thắng dễ. Let's go, we rich boy. Lại chiều rồi. Cái gì vậy? Counting. Có ai có bị dính đam pháp thuật không vậy? Sao em bị dính vậy? Chết mẹ pháp sư Trung Quốc. Lần không boss lần này boss phù thủy á. Ở đâu á? Oh shit. Boss lần này boss phù thủy nha. Chúng ta lại bị lắc rồi. Ok rồi, đem vô lại. After you. Anh đi chơi. After you. Okay. After you. After you. Bây giờ đi farm cái gì? Con boss kìa. Anh có amber không anh? Không, em ở đâu ra em bờ, anh mới tới dùng lửa này, anh còn mới phát hiện ra là farm em bờ ở dùng lửa này nữa đó. Nó có chơi tới đây đâu mà biết. Bây giờ thằng Bảo mua cho em ba em như hết rồi em còn có 200 ơi mua ta bờ xứ ơi. Đi vô dùng lửa farm đi qua dùng lửa farm.
farm được mà, đâu có mua đâu. Nó chỉ có garnet thôi, chứ không có amber. Amber là cái đá màu vàng. Ủa chứ nãy cục nãy mình lập là cái gì gold đúng không? Ờ, nó là vàng anh. Vậy. Đúng rồi, đi về thủ, đi về tới rồi. Thôi về thủ lấy xô. Đây là một hộp đường. Nói lại chả phải chạy vô lại cho hang nha. Ừ, chạy vô thôi. Mua tao 5 cái amber rồi xưa. Amber. Cái màu vàng á. Anh cứ dưới nét nha. Rồi làm bộ tao cái kiếm lửa luôn á. Mấy cái? 5 cái amber là được rồi. 5. Dữ, 4 cái, 500, 500, 500 số. Còn rất nhiều. Tôi sẽ nói cầu tao chưa làm lửa nữa, mày làm lửa rồi. Mày nó làm điện hơn tao rồi. Nó có điện một phần luôn. Hay chưa? Tao biết ngay. Điện chưa lên xanh dương nữa mà. Điện điện xứ nó chưa lên xanh dương nữa mà. Về đép lấy linh hồn mua nè. Đép đi, đép đi. Đép, đép một cửa là hết được, hết được cũng, cũng gần 300 linh hồn rồi là. Bây giờ có 1.700 linh hồn làm được gì không bảo. Phải anh đi mua đồ, anh đổi anh đi rèn lên kìa. À quên. Bị quái. Dạ, kiếm đồ ra luôn. Dòng, nó dòng cái dòng đó đó thì. Nó dòng dòng đó. Bắn chết mẹ luôn. Một cái sừng nữa mới làm được tiền ha. Bắn chết mẹ nó rồi sách về được không? Từng á, để anh coi thử anh có không, anh quăng chưa. Không nha, nè, werewolf fan nè, werewolf fan 3 cái nè, ai lấy nè. Ok, ok, lát, lát em lên đi. Thùng đồ bị đầy rồi giờ sao? Impossible. Thùng đồ không thể đầy em à. Anh nghĩ là tới lúc mình đi kiếm boss rồi ha. Yep. Boss chắc đường chỗ nguy hiểm quá. Kiếm lửa. Sư ơi, amber đó sư. Con gà đây gọi đi. Ủa ai có heal thing ring không? Ôi đi về ai xài amber của tao còn... 4 cái rồi. Ba cái heal thiên riêng nữa là em làm được cung vàng rồi. Không biết nha. Anh không có heal thiên, nãy giờ anh không lên được rồi, anh để anh heal thiên để làm á. Anh làm cái gì? Búa, búa vàng à? Điên, chưa lên búa nữa. Đi mua ăn. Tại em có heal thiên là em lên được cung vàng luôn rồi nè. Mày có nhiêu linh hồn rồi, tao đổi cho mày 2 cái nè. Tao có 500. Tao có 600. Rồi đổi đó đó. Qua đi. Mày đứng đó luôn đi, tao quăng cho mày luôn chứ tao không gì. Làm luôn đi. What? Ờ, đứng đó luôn đi, đợi tao mua xong quăng cho mày luôn. Mày mua 2 cái hả? Amber đúng không? Ờ, 2 cái đúng không? Mày muốn muốn tao mua nhiêu cái? Mày mua nhiều nhất của mày là bao nhiêu? 2. Level 2. 600 à. Địch của mẹ boss. 2 cái à. Boss hả? Boss hả? Boss boss ở chỗ hiển kìa, boss chỗ hiển kìa. Ok anh. Con gì á? Con gì á? Phù thủy, phù thủy. Phù thủy sợ độc. Ê sợ điện. Điện à? Có. Sợ điện. Rồi tao cũng điện tiếp. Ôi chỗ hiển chạy bộ qua. Tao làm kiếm lượng là cái đam cao nhất. Chỗ hiển mới chạy bộ qua hả? Ừ. Tính ra điện mà làm sao? Được mà mày ngồi mày đi farm mấy cái con rồng ở dưới á, điện mà làm dễ mà quẳng. Điện cam mày này. Phải level 5. Thì nâng lại, để lát tao liền tao nâng cho. Lát kêu, lát tao farm xong phù thủy này về nâng được nè. Werewolf fan. Werewolf fan bán được á, werewolf fan ở đó bán đấy. Đồ mấy cục điện, mấy cục dễ điện mà, điện điện làm dễ lắm, điện làm dễ lắm. Ê con này là con điện, con này đâu phải, con này là con điện mà, nó sợ hệ hệ lửa. Ơ hề độc. Let's go. Nó sợ hề độc lẹ lẹ lẹ.
Hiển, Hiển đừng bắn cái đó vô người nó nữa Hiển. Giảm đam á Hiển. Lấy cái khác bắn đi. Ơ, kiếm độc kìa, ông nội Hiển có cái kiếm độc cái là không đánh. Sao đâu? Ờ, lấy độc đánh nó, ừ. Con này yếu độc. Anh Nam đâu, anh Nam qua đây, có độc không anh Nam? Độc là gì anh? Đồ độc á. I'm coming. Để em hút rồi. Ơi, đứng kia, đứng kia, đứng kia. Rồi, đợi nó biến xong rồi, mới vô. Đợi nó, đứng kia. Nó đè á. Lâu lâu. Ủa, nó đâu có biến hình đâu, nó đi luôn rồi mà. Đâu, nó biến, nó biến, nó biến. Mày nhớ nó chết, nó bị kẹt rồi, lắc rồi. Lắc trên trời rồi. Tao vừa đến rồi. Nó không đi luôn. Nó không thèm đi luôn, nó vẫn đứng đây kìa. Nó đâu bị mùi đen đâu. Ủa rồi ta lắc chết vậy. Rồi lắc rồi. Boss lắc. Để rồi kệ mẹ đi. Boss lắc rồi kệ mẹ đi. Ông hồi nãy không phải, hồi nãy nó báo á, nó báo nó lần hình như lần này mình chưa bao giờ thấy nó báo gì bao giờ hết á. Gửi nó về là Odin rồi. Odin tới nó về rồi à? Ừ, tao đứng lấy nó về làm cái con mẹ gì đó, con mẹ đi, chừng nào tới tính. Odin là dính với người Viking hả? Viking... Thần thoại Bắc Âu mà hả? Bắc Âu. Ừ, Bắc Âu cùng một loại mà. Không rành lắm. Nè, ai muốn farm cái gì ở đây farm nữa nè. Odin có dính dáng đến giết không anh? Hú? Đó. Đâu, Zeus là Hy Lạp mà. Dạ, đi xa quá rồi. Nhìn nói chung giống chỗ là hay nè. Nó chung là hiện thoại thôi chứ không, nó không phải là bên kia. Đừng quan tâm, thánh dịch chính xác, thánh dịch. Thánh dịch. Thánh dịch hai thằng là thánh dịch, đúng rồi. Thánh dịch. Đây hai thằng rảnh đời nữa. Người ta là vua chúa mà người ta rảnh đời khi nào không được. Okay, chịch xong rồi lại gây chuyện ba, kiếm chuyện để làm. Ờ, hai thằng con cũng phản bội ổng luôn. Bên nào cũng phản bội. Play tím. Ok. Rồi, cung. Rồi, thiếu Hiêu Thiên Rương để làm cái cung cam thôi là chúng ta sẽ là nhà vô địch vĩ đại. À, chỗ nào để spam mấy con rắn đó nhỉ? Ờ khó à. Khó à, rắn nãy em gặp đúng một con rắn rồi á. Rắn hả? Nãy em thấy mà mấy khu sao mà. Ủa rắn gì? Rắn gì? Lấy cái spy ra ta. Lấy cái gì anh? Cái gì Linhorn Spy gì á. Linhorn Spy lấy gì? Linhorn Spy không, Linhorn Spy không phải rắn đâu. À Linhorn Spy là con rồng bự á. Nè, tôi nói cho Hiển nghe, ở mấy cái vùng này nè, ở mấy cái vùng mà đất thẩm thẩm này nè. Đất cỏ xanh thẩm 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 á. Mà Hy Thiên Rương là chỉ có đợi buổi tối thôi. Buổi tối với mấy con kia mới có Hy Thiên Rương làm lên cung ca. À không, đi đánh mấy cái trại của mấy con Heo Thiên nữa bảo. Heo Thiên là mấy con gì anh? Mấy con level 1 á. Mấy dùng thẩm gian biển á hả? Ừ, mấy dùng thẩm nhưng không phải gian biển nha. Mấy con màu xanh á hả? Mấy con mà đủ, mấy con mà mới vô có à. Ừ. Rồi đánh nó. Lên cung cam luôn là xong rồi đó. Ờ tính kem á. Anh Huy, Huy em chưa có giáp nữa. Em chưa có lên giáp xanh dương. Mà thiếu amber chứ khỏi sao. Giáp thì nó xài giáp xanh lá rồi. Hồi nãy tao cũng dài xài giáp xanh lá. Mày thiếu bao nhiêu nữa? Nhiều lắm, nói chung là thôi cứ pha. Vì là challenge của mày chưa xong á. Thiếu bao nhiêu nói đi. 11 amber. Cái này ở đâu anh? Cái đồ con mẹ gì lộn nhiều vậy. Cái đó phải chơi thoát. Nãy tao già mày không kêu. Đủ má, nãy tao 3.000, tao ngồi tới tao ngồi tao đổi hết mẹ cho tao rồi, mày không kêu. Ai biết đâu, mày đâu nói. Tao không nói. Người đi farm đi kìa, nè đi farm tao không, đi farm chó lẹ nè. Mấy cái chạy quá trời ở khu dưới rồi thấy chưa? Chạy lên đi farm. Sắp tối rồi đi đánh á. Thù quá. Sắp tối rồi, thủ lấy cái healing riêng coi. Lên cung cam. Làm bá chủ sân lâm. Sao mày không làm mẹ kiếm cam chứ kiếm vàng chứ đi. Kiếm vàng.
kiếm điện. Ờ à, kiếm điện phải đánh con boss nãy. Ê con boss nãy tính ra rơi cái kiếm điện của mày luôn á. Mà nó bị Odin đi đưa về trời đó biết không? Cái sừng của mày là sừng con boss chứ không phải sừng kia. Muốn tiền cho con gì hiểu. Tôi còn thiếu 100 mấy nữa. Từ từ thủ tí đi. Mấy con này là thiếu yếu hệ điện nha, anh Hiển lấy hệ điện bắn được á. Ok, cung điện rồi, sắp banh rồi. Giờ sửa đi. Bộ bóc bộ bên dưới. Ta sửa phải rồi nè. Con ra to này hả? À, đâu 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 anh Hiển. Ờ, à, ba người đủ đánh rồi, ba người đủ đánh rồi. Quảng với tao vẫn đứng hai bên đi. Ba người đủ đánh một boss rồi. Má gãy cung rồi. Gãy à? Ủa phải cứt. Cái gì gãy vậy? À con boss phía em. À Quảng ơi. Chiêu mi ngang tí Quảng. I'm coming. Tao tin đó nè. Đó tao tin đó đó. Đánh đi đánh đi. Nó không làm được gì đó đâu. Tao tin rồi. Rồi ok. Hết tin. Ai bảo không làm gì. Hết tin rồi. Thì hết tin thôi. Tin cho thời gian không mày. Chết nè. Tên trong khoảng thời gian thôi mày. Thì cô cũng già cái. Bắt đầu vậy? Ừ thì 6 người chơi mà. Bắt đầu nữa? Dưới à? Dưới. Thư ơi, từ chết đó Thư. Ui ui đâu vậy? Đủ mẹ. Rồi chết rồi. Không phải. Hay dồ. Ui con boss phải đó nha. Ui con boss luôn. Ừ đông mà, 6 người chơi nhiều boss lắm. Nào nó nhẹ nó kỳ vậy. Mày đem dài hơn đúng không? Sống người chơi đem lúc dài hơn rồi. Chưa qua ngày nữa. Thầy bảo. Cái gì vậy? Ôi, nào vậy? Sứ à? Ngon. Đẹp á. Giết bao cũng thằng đó luôn. Hãy đóng cửa vậy. Giảm phải không? Giảm phải không? Đánh vô giảm phải không? Không vô được. Cho tôi mở cửa. Rồi xong rồi xong rồi. Không hết rồi hết rồi hết rồi. Hết ngày rồi. Ai hồi máu không kìa? Hồi máu chung nè. Đây, hồi đó. Quảng mày thiếu mấy cái ambo quá. Một mày mua 5 cái đi, tao mua 6 cái nữa. Không, có đủ không? Đủ, chắc đủ, đợi tí. Chắc đủ. Chắc thôi nha. Tao chứ nãy giờ tao mua cho mày tao hết tiền, tao đi farm vòng cái hết tiền nữa rồi. Nãy giờ mày đi kiếm cái thứ từng. Đợi tí. 5 cái đúng không? Ờ, 5 cái thôi. Drop ra luôn đi. Amber đúng không? Ừ Amber. Ừ anh ơi anh. Má hên cho mày quá. Vừa đủ luôn tao hết luôn rồi nè. Cái gì? Windows 2 là kiếm đâu anh? Đâu rồi ta? Cái gì? Đâu nói. Bớt kiếm bớt cho tao nè. Đang kiếm. Cái Windows 2 gì nè. Ủa nắm đâu rồi? Ở đây. Amber thì không có rồi. Linon Fire là cái sừng của mấy con gồng điện. Ấn á. Con gồng điện á. Cái chỗ nào mua được không anh? Lấy hồn đủ qua được không hay phải đi farm? Hình như là không có nha. Quảng, giờ mày biết cách trả ơn cho tao dễ lắm Quảng. Mày mua, mày làm cái bình chống lạnh đi. Mày qua kia mày mở cho tao. Có bán. Để tao qua tao làm cái cùng loan băng luôn. Có bán cái chỗ bên trần hay là chỗ pháp sư? Không biết cái chỗ nào mà pháp sư á. Cái chỗ pháp sư á. Cái chỗ thằng pháp sư á. Kiếm hết rồi. Cái ba que đúng không? Ok. Chỗ nào? Không, anh Hiển nó kiếm cái khác. We work fan hả? Hay là gì? Amber ở kìa, phía trên kìa anh. Phía trên góc hướng 2 giờ đổi được á anh. Lấy linh hồn, không, lấy phải, linh hồn. Phải đây không đâu. Khu cam á. Ê, có phải không? Khu cam, Amber có. Ở đây hả? Khu cam. À, đang ở chung khu này đúng không? Không, chỗ này không phải. Đâu có đâu. Ơi, ai phụ em nâng cấp hận mày lên đi, em lên được cung vàng rồi nè. Wow. 2 giờ hay là 12 giờ? Ở đây không có nha Hiển. Khu mùa cam á, có khu mùa cam á.
không một cao không có ăn đủ nè 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 bảo anh ăn vô 1400 nè còn thiếu con gì đó ok lên rồi cung cam quá là à xuống quá cung cam nè bình máu các bạn đúng má cung cam nè bảo cầm cho tao bình máu nè Amber kiếm ở chích mẹ Amber lấy hồn ra đi qua tao làm cái bình hết trơn rồi lấy gì mua nữa. Ui chiêu cuối tao bắn từ trên đời trời đấng xuống nè đúng má quá đảo quá có chiêu hồi máu nữa quá đảo quá Pepsi ơi có chiêu cuối rồi lên được vàng rồi mọi người ơi. Amber mình còn không ta? Amber lên trên đỏi kìa, Huy có kìa. Lấy gì không, đâu? Chỗ này không có Amber. Ủa? Quá. Amber là một cam mà đúng không? Cái cục này, cái chỗ nó tao mới coi không có Amber. Ủa em với quẳng nãy giờ đổi Amber đây mà. Đổi Garnet. Không, cái chỗ nguyên. Granat for Amber nè. Chỗ anh đứng rồi chứ. Nè. Chỗ Huy đứng là chỗ khác, chỗ Huy đứng. Nè, chỗ em đứng nè. Ui, mẹ đầu thế. Đây, chỗ em đứng nè, thấy không? Chỗ này nè. Đổi Amber. Đâu, mày coi thử có không? Có, Alfred nè, Amber nè. Granat for Amber nè. Mà hết sâu rồi. Đi farm chạy thôi, chạy xung quanh nhiều mà. À sứ mà làm mày mày muốn làm vụ hình tờ chưa sứ? Mày đi mở hết mấy khu tele đi kìa. Ừ ngày 9 rồi, mở đi kiếm mở hết khu tele đi ra hình tờ kìa. Phải đích thân mình mở hay là đồng đội mở vẫn tính? Đồng đội mở vẫn tính anh. Okay. Sứ nó ở ngay đây mà nó lại không mở cái kia. Đồng giờ bitch. Mở nè. Ừ mở đi rồi. Rồi làm cung băng luôn, má cung băng tím rồi tao full đồ. Yay. Easy. Vậy là ở đây mày, bây giờ mày bao nhiêu sứ? Một hả? Bao nhiêu sứ băng? 281. 281 rồi. Cung cam này có bị nóng không vậy? Tao 310 nè. Không, cung cam nó không nóng anh. Mày đang cần đăng gì không sứ? Thì người đánh không được đâu, nó đập chết rồi. Cái gì? Đập chết à. Ủa? Con ấy lại chết rồi. Ai má không rồ. Nam ơi, trên này mới là Amber nè, đúng rồi. Mày coi giùm tao ấy, nó có đổi đồ băng luôn không Quẩn? Nãy mày coi. Ôi, werewolf rồi sứ. Werewolf hả? Ông trong rừng bán á. Werewolf ông trong rừng có bán á. Đánh chạy quá, đánh chạy. Má, giáp yếu quá. Mày hỏi chiêu rờ của tao. Ui. Ở chiêu rờ của tao giống chiêu độc của mày vậy Quẩn. Nhưng mà thay vì ở dưới bắn lên thì tao ở trên bắn xuống. Quẩn. Quá đẹp. Ủa, cái kiểu quy á là sẽ đổ qua lại với mấy cái hộp thuốc vậy mọi người. Lăn chuột. Lăn chuột. Chết mẹ bị cái băng chuột. Quá lò, lắc animation kìa. Mày đâu rồi, sao lên được đó em? Không, chết cậu lên. Đâu. Ui. Oh shit, don't worry my friend, I'm gonna save you. Ủa đi con mẹ mày chết luôn rồi. Được con mẹ. Wow. Mới tụi con bắn mày chết hết luôn. Hẹn đắng nè. Cây. Đừng lên đâu vậy. Đây. Đây cái cầu Bifrost này đi vô có sao không? À vô đó ứng là anh out game luôn á. Là cái đó kết thúc game á anh. Kết thúc của mình á hả? Ờ, tại anh thấy anh đéo không nổi rồi thì anh đứng vô đó, anh đứng về để nhận thưởng thôi. Ê, no, địt mẹ. Chết luôn, u mẹ. Này, tao farm đóng về đây. Mày sao chạy? Ê, chạy nó cooldown à? Ừ, nó cooldown đồ. Vậy là nó chờ hồi xong mới được. Nam đánh gì đó vậy Nam? Đi hướng như này thôi, tại cái này thấy chưa mở. Ồ, hay vậy? Đi. Map này chưa mở, xuống lập được cái trạm dịch chuyển luôn nè. Đây nè, đánh. Tao không phải đánh.
Mày lên được búa lửa chưa? Có hồn thì làm búa lửa. Lấy hồn thì đi chế búa lửa chơi đi. Này nãy em lấy 1000 mấy hồn donate vô cái ông làm rèn rồi. Ok. Ủa sao không máu gì vậy? What the hell? Sự giúp đỡ của em đã được ghi nhận. Mất máu hả? À? Giờ lạnh đấy. Quảng ơi mà có như linh à khỏi hỏi tôi quên mất. Lút em, lút. Sư mà có như linh hồn sư. Nó cũng chết chúng tao ấy. Thằng ông sư. Thằng sư nó đi nè. Nó làm cái nó làm cái băng giống tao mà hỏi nó thừa. Ồ tối nay không có à. Ở đâu rồi? Không, mà biết không boss mà. Con boss nó bị Odin vô về vẫn gọi là hành thành nhiệm vụ mà. Mẹ. Sao vậy? Phải kiếm hồn để đổi. Đéo linh hồn. Ở bên lấy cái búa lửa. Đi farm hồn hả? Thì farm mấy cái chạy đi kìa, đóng chạy chưa farm kìa. Cái gì? Strand of Abracadabra here. Tám con đốc. Mẹ em con chó này, này là tao. Bị lừa liền. Vào đâu? Ô khu này có bị lạnh không anh đi? Không em, khu này khu nóng mà. À, ai có muốn vô khu rồng bự với em không? Vì giết cái núi, giết cái hàng bự nè, hàng bự này. Ai đi không? Ở đâu? Em đứng nè, ngay khu lửa có cái hàng bự á, hàng này hàng bự. Đi. Em đi má, anh chỉ có đồ xanh lá. Anh vũ khí gì rồi? Đánh luôn Hiển, đánh luôn đi qua cái hang này, hang khó á. Má mày cái điều áo nó tiểu à. Em cũng vậy thôi, mày không mấy anh kia tăng mà mình ngồi bắn cung thôi mà anh. Cung em cũng đồ xanh lá à, em đấu lưng cung chi đâu. Thằng gì để lấy con cung mình chứ, cái giáp của mình chỉ cần xanh lá thôi, chứ quan trọng vũ khí phải cao. Cái cung mình phải ý chế bụng vũ khí phải cao. Ok, cung mình cung xanh lá luôn. Ừ, lên đám đi, tập trung lên đám. Ủa, đi. Sao không lên xanh dương được mà. Anh ấy cái spy lên xanh dương được rồi kìa. Cái điện anh mới, anh Hiển mới chơi, chậm lại, nhắc rồi. Ủa, chưa à? Chưa rồi, để lát em đi farm chưa? Chọi ba. Giờ mấy con yêu tinh trong hang là mấy con yêu tinh yếu điện. Đấy. Ai có điện đi chúng em hết nè. Đi đánh luôn không? Nguyên đám đi đánh luôn nè. Chết mẹ, tao chưa về được, tao chưa tranh về. Thủ ơi, tranh thủ ơi, chứ đêm này phải dép rồi. Tao chưa kiếm được tiền về đấy chứ. Thôi anh Hiển gần chỗ em à. Quảng về đâu không Quảng? Đầu hưu là gì ta? Hả? Đầu hưu, về, đi đánh, đánh hang bự Quảng. Ok. Tao về. Tao biết là em đang ở gần khu, con hưu thôi chứ. Sư đánh hang bự sư. Đây. Ngay đây. Làm thuốc luôn rồi nha, tao qua làm thuốc mẹ rồi. Ê, có chỗ dịch chuyển rồi nè. Thuốc chống lạnh hả? Không, thuốc chỉ là thuốc hồi máu thôi. Hang này hang bự. Hình đầu có hưu mà không thấy hưu. Từ đến như anh dòng. Đây, ta sẽ khoe cái cung vàng của tao. Tội Quảng quá, Quảng này nè. Tối nay là có cung vàng, có cái kiếm vàng rồi. Không hiểu sao Odin đưa về. Man. Cái kiếm của mày chỉ có con boss ra được thôi á. Cái sừng đó là sừng của con boss. Odin đưa về khỏi làm luôn. Mẹ đang đánh đủ, tao vừa đến nơi luôn mà chưa kịp đánh. Odin, woo, gonna get you, bitch. Go bro, lẹ. Ba người kia đi farm mà thôi, ba tụi mình đánh. Nè, cung vàng nè, thấy không? Mùa vàng luôn, thấy chưa? Vừa có chiêu hồi máu, 700 máu hồi cho tụi bay luôn nha. Một lần bắn là 700 máu nha. Xịn không? Hay đâu? Rồi đây, trên lửa nè. Xanh dương, mày đồ xanh dương luôn rồi đúng không? Xanh hết rồi, tím rồi chứ. Hồi máu đầy vô luôn. Mày thấy nó chỗ kia nó chưa ấy. Mày thôi đừng có về, đây. Mày đừng có về, mày ở đây. Mày lâu quá, sắp tối rồi. Cái gì? Vô. Dùng đại cái bình mana đi, bình mana đâu cần thiết đâu. Anh kích được. Ok, em đi kiếm con hưu mà. Về đây lấy đi, mày lấy đi, tật tệ. Hả bay luôn đi. Đi. Dưới đây. Lộn xứ đi vòng hả? Xứ xuống đây. Bom rồi, anh coi chuyện cái bom rồi. Đây nè. Tôi giết con boss bự ở đây rồi, còn boss trong thôi. Mấy này yếu điện nha.
À biết không, hạn chế đổi vũ khí nha. Mình đổi vũ khí nhiều quá cái skill mình bị mất hết á. Nhưng mà warrior tụi nó không bị. Phải lồn cùng như cặc. Vô từng thằng vô, từng thằng vô. Cứ phản chủ, thủ quá, chơi người ta từ đầu tới cuối xong rồi giờ chửi người ta như cặc. Má cùng vẫn 8 cái mất hết skill luôn, mất skill cuối luôn. Đi. Từ từ đợi, thiếu thằng. Từ từ. Ủa, Nam Di Hiển bấm từ từ đợi nó, lộn nó đang lót. Có cái có cái thác lao leo lên chết không? Nha, chết dưới đây là khỏi lút luôn á. Qua đây hai người đâu vậy, nhanh đi. Ừ, anh đây. Nè. Ờ, máu đứng xa xa tao hòa máu cho. Qua đây luôn. Mọi đứa bắn bên này, mọi đứa đánh bên đi. Qua đây đi. Coi chừng nổ. À, sao coi chừng chết mày. Tao bỏ coi chừng nổ hoặc lộn xíu kiểu I don't care. Yeah. Ok, cái lồn đụng nó hai. Hiển lên đây Hiển. Đây tao mở rồi. Đây là đứng yên đây tao hồi máu cho. Đứng yên. Hai thằng đứng chùm lại được không? Hai bác hay đứng chùm lại được không? Mày bắn cái gì hả? Mày bắn cái gì? Nó bay đi luôn. Rồi hồi được không? Hết rồi. Đây cho máu nè sứ. Rồi tao có máu mà. Rồi hết, rồi còn nè. Hồi máu đi tiếp. Ai đánh đi, tao đánh thuộc tao. Đánh tay đi. Cái này khó hồi máu vậy, khó hồi máu hơn cái cung điện nữa. Thôi lấy cung điện đánh đi. Độc khó hồi máu á. Gì đây? Quăng gì đây? Ôi. Werewolf bên tao. Werewolf sợ băng hả? Thằng nào vừa đánh băng ra vậy? Werewolf sợ băng. Kẹt rồi. Werewolf sợ băng, tao chưa lên băng nữa. Anh. Lên đây chứ, lên đây check cái. Anh ơi. Không có gì. Mình có chỉ cần đập. Rồi đi xuống. Đập mấy cái là anh tự động ra nè anh. Rồi hả? Em phát được rồi nè. Ui. Hiển dịch chuyển xuống đây Hiển. Bùm nổ. Đủ má, tao bay chén tao. Tao mất nửa cây luôn, rất lộ. Ủa chưa kiếm được con hù à? Ui đi. Tao chạy đéo được, đủ quá. Lồn nó xuống lướt luôn rồi kìa. À, đi lên lầu, lên. Ủa sao lăn vô vậy? Sao lăn vô? À điện này lớn vô, điện này vô. Đúng không? Ủa? Vậy sao lên bay? Hay đánh? Cái thang không? Chứ nó là cái gì? Kiếm được rồi nha. Cái này đường đi lên, đường đi gì nè, qua bóp. Kiếm được rồi. Lù quẳng, cân ép. Không có đâu. Ở đây. Hai tụi mình đi mới ngu với lù quẳng kiểu. Đây nè. Quái. Không cần gì, tao không nói gì được không? Hề băng. Nam ra máu nè. Hòa máu lần tiếp nè, đứng yên, hòa máu tiếp nè. Lồ bắn đồ hòa máu khó quá vậy. Từ để anh tay lại. Bắn lệt lệt sao? Đánh đi. Tao không đánh được. Ê, sao chừng té hỉa đâu được. Vừa mới nói hỉa luôn. Hay vậy? Đánh về hướng em nè, anh Thiện. Sứ đứng xa xa ra, tao hồi máu vậy nè. Sứ đứng xa xa ra. Đúng rồi. Xa xa ra. Đây á. Ôi, đi con mày. Ủa, cái này hồi máu sao? Cái chiêu này cái hình hồi máu mà không biết hồi máu sao? Hồi máu cho mình cái sứ mày. Ờ, vậy là cũng đâu không phải hồi máu mà trừ giảm hồi máu. Nó là giảm hồi máu chứ không phải hồi máu. Đấy, bỏ đi. Đập lộn, nó là giảm hồi máu chứ không phải hồi máu. Đập lộn, xin lỗi. Ủa bàn tay của ai? Thì tao lấy cung điện tao bắn luôn tao. Ôi. Nó biết dùng chiêu nha, mấy con dưới đây biết dùng chiêu nha. Nó như mình vậy, nó biết dùng kỹ năng á. Ủa còn đường nữa mà. Ê, kiếm đường cái đi, kiếm đường cái mấy ba. Đây là ba. Ờ, mở đi. Có cái ladder nè, mở rồi. Ủa, mở rồi, đi qua đâu nữa? Qua đây trái à? Quay lại. Nhiều qua trái. Không phải, qua đâu ta? Đó. Lượm được mấy cái đó là ok rồi đó. Rồi thằng Nam. Ôi ai có tơi không? Ai có chuẩn bị không? Ai có tơi không? Ủa mở xong là đi đâu nữa ta? Thôi về tụi bay ứng tê về. Đúng mấy tao đều có tê, đúng mấy. Ta có. Tao còn đâu có tê. Mày luôn. Ở đây nè. Ủa này đi lên mà. Không mày tao đi tiếp đi, xuống đây nè. Về cái, về. Ở đây nè. Không có chữ T giờ sao về bro. Đứng yên tao hồi máu. Mà đêm nay hơi dài đấy.
Bị lạnh lắm. Có ai về chưa? À, đúng rồi, tối lạnh đấy. Để phòng phải mang cái thuốc chống lạnh nữa. Có máu hồi không? Ủa đây cái đường có đường đi không? Vậy ta. Mày bị vô mê cung rồi. Sao không có luôn nha. Ok chạy máu không máu rồi. Đây qua cái đây. Cái đường này đừng lên mày đúng không? Đây. Ờ, thấy rồi. Ôi, trên này không có ai à. Về chỗ này cái được á. À đây là sứ, cái này. Sứ. Ủa đâu hết rồi? Sao không ai nhà vậy? Tao không có tê. Đang về. Không có tê về không có được. Oh shit. Ờ, trời ơi, tôi đau trời. Thủ dưới nè. À, còn có tí máu à. Trái kìa. Thủ trái đi kìa. Kìa bán máu đi thủ luôn rồi. Ui. Dạ. Đi đồng thế. Đâu em sẽ. Đưa yên vậy sư. Tên lửa. Chứ để ta bỏ đồ chứ. À, bỏ cung tên lửa à? Không, ta bỏ cái đồ hồi máu hai. Ta lấy đồ hồi máu thôi. À, mở cửa rồi nè, mở cửa đi tiếp nè xíu ơi. Đụng má sâu quá, tao nghĩ hai đứa đánh nổi không ta? À, mở cái xe ổ. Đi xuống tiếp đi. Đụng má hả? Xuống nữa rồi. Càng xuống hay càng khó rồi, đụng má thật sợ quá. Ba, hai. Để ta hồi máu đi. Ê, tụi tôi nâng kỹ năng kia. Này. Kỹ năng chí mạng nè, kỹ năng cuối nè. Headshot nè. Đi. Không kêu của anh á. Má. Má đồ không cái hồi máu xa vậy. Không hồi tới kìa. Trời ơi, đúng quá, phân quá. Cứu kịp, đúng quá. Không nhìn máu hả mày? Đồ mất vừa bấm nguyên một cái tôi chết mò luôn. Nè, có quá trời Will Wood, lát về cho anh Hiển lên level. À, lên cái cục tím. Ui, đúng mé sướng. Đánh canh bay đi, nó có mắt đỏ lên canh bay. Má, bay đéo kịp. Ờ, tao có tê liệt mà tao không bắn ta đó. Tao quên mất. Có tê liệt mà không bắn. Tiếng gì vậy? À, lộng được cái tụi em ở dưới đây nè. Tụi em lộng được cái cuối. Ui. Má, hồng hiếm. Hồng đỏ. Trời ơi, lẹ. Qua lút đỏ, nhanh. Ui, được cái búa gì nè. Ờ, man. Yeah. Ủa cái gì đây? Cái gì? Cái show ball là gì đây? Ờ, nước show á, là ổn hướng. Tăng show luôn cái đó mày. Ờ, nước tăng show. Lấy ra để tăng show ấy. À, cái búa thường à, đi con mẹ, đừng búa này. Ê, Bảo ơi, cái kỹ thì chuyển ngay trên đầu đi Bảo. Ủa, này, cái gì anh? Hồi show nè. Hả? Cái điểm chuyển ngay trước mặt anh về kích đi cho qua. Em dưới hàng mà liên quan gì anh? Ủa, cái điểm này có ai? Chạy bộ qua. Chạy bộ gần má. Đây anh kích cho. Đây phòng trở rồi. Nó còn nha sứ, nó còn á, còn cái cửa lúc mà mình mới vô á, thấy không? Nó còn á. Tụi bay đi cái hang nè. Vẫn là hang đó nên mình xuống sâu hơn nữa. Tụi tao xuống á, tầng 2 rồi. Tụi tao chuẩn bị xuống tầng 3 này. Đây mở kìa. Xuống tầng 3, tao xuống tầng 3 nè. Kích không nổi nha. Ôi, tao ra rồi, tụi tao ra rồi. Xong rồi, xong hang rồi, hang clear nha. Hang vô loot đi. Hang clear rồi. Một đống view wood luôn, phải mua nha. Nè, kích nè. Ok, tôi kích mày. Nhìn nhóc ăn kìa. Đấy, kích ở đó. Đâu đâu, được vào đâu. Hết vào được đúng không hả? Ủa? Đường vào mà mày nói gì vậy? Hết hồn mày. Không, nghĩ là tao nói là đường vào à, đâu. À, đường vào đâu. Hết hồn mày. I'm scared bro. Rồi, đi đổ băng thôi. 2000 xô. Mấy cái hang này hình như phải đi chung mới khó đúng không? Đâu, đi vô đô riêng vẫn được lượm đồ mà anh. Không có. Hang, mấy cái thùng anh không thấy cái gì để lượm hết. Rồi, xong.
Rồi xong luôn. Đời tối cô đơn. RIP. Cũng vô hàng hả anh em? Không. Mà trong hàng có cái thùng á anh. Để tôi vô thử coi. Hình như không có con mẹ, để anh em lượm nó khỏi vô. Không có gì luôn, hết rồi. Tạ rồi xong. Là làm tiến sĩ luôn. Không có gì hết. Không có gì luôn. Phần này có con boss không rồi nữa hả? Bắp á. Để bắp đây. Không có gì mà quên mẹ được ra luôn rồi nè. Ôi, tôi được bắn tím nữa. Suy nghĩ lại nha, vô đi, cái thùng vàng nè. Hết thùng. Ồ, má quên nguyên con golem kìa. Ủa, quên nguyên thùng vàng mà không có gì. Oh, what the fuck. Gì vậy? Mà đồ cũng không ngon lắm. Có cái hồi xôi à. Đánh có một phát mà đi chết luôn. Kinh. Anh ăn gì vậy? Con yêu tinh bự đấy. Yêu tinh bự đánh bắn xa được thôi à. Tôi không dám đụng đâu mà, tôi có bắn cái tôi chạy. Đi. Tôi bắn cái tôi chạy, à. Tôi tin bự phải bắn thôi à. Chứ solo nó không nổi đâu. À không nha, mọi người cứ xuống đi nha, có đồ loot đấy. Được, cái thùng đỏ còn nha, Thôi cái này mình bảo loot riêng đó. Không, ông loot riêng đấy. Ui. Quên mất bị lạnh à. Nó li phạm. Sửa cầu kìa, cái quét sửa cầu kìa nè. Dưới nữa, lấy chạy dưới nữa. Em ra khỏi được cái hàng là em mừng lắm rồi. Mọi người bây giờ đi đánh đánh không lên à? Xuống nữa, xuống càng sâu á. Ui Bảo ơi đừng chết, Bảo đã mua gì được Phật, đã mua gì được Phật. Mọi người vẫn còn làm gì đó vậy? Đủ quá, thời tiết lạnh đâu quên. Rồi xong luôn. Ơ cái tele kịp không? Tele cứu kịp á. Đâu mày đâu. Mày hỏi tao, tao ở đâu, tao chết mẹ rồi. hên, tao đổi hết đồ hơn là tao đổi hết cái inflation rồi đó. Hên. Má không, là chết mẹ tao rồi. Ơi Quẳng, mày còn linh hồn không? Tao xin mấy cái Quẳng. Mua gì? Inflation. Inflation à? Đúng có 200 cái à? Đúng rồi. Tao mua cho mày được khoảng 2 cái, 2-3 cái vậy. 20 cái được, 2-3 cái à, lấy 3 cái đi. 3 cái là 600 à, được. Mua 3 cái đi coi còn nhiêu nữa. Mày đủ hồn mày mua búa lửa chưa Nam? Rồi anh Nam gãy rồi, vậy là mất hết hồn rồi đó. Mua Nam nhiều linh hồn lắm mà. Nó nãy giờ nó giữ để nó farm á, nó có lên được cái gì đánh đâu. Holy fuck. Nhìn cái búa là biết. Nè anh Hiển về nâng nghe anh Hiển. Em có quy quốc cho anh nâng lên tím luôn rồi anh Hiển ơi. Tiêu. Anh Hiển coi anh Hiển thiếu gì nói em đi farm cho nè. Má đi tới tầng cuối cùng thấy có cái cầu hàng kế bên cái nó tu survive luôn. Trời ơi. Ở nhà mà lại bị lạnh đó. Gần nhà mới bị lạnh chứ, nhà cũng bị lạnh chứ. Trong nhà. Ở nhà đâu bị lạnh đâu. Ở ngoài bị. Ngoài cũng bị lạnh nữa à. À. Wow. Thế làm sao để chống lạnh? Thuốc chống lạnh à? Mối gì nhà bảo? Infogen. Infogen là bên kia. Tao làm xong mà tao full đồ vũ khí rồi đó. Tao làm mỗi cái infogen nữa. Một cái thôi. Là tao làm được cái cung băng full là tao hết vũ khí làm luôn rồi đó. Tao xong hết rồi. Đủ nha.
sửa đồ cái gì sửa đồ luôn, không có hồn đi sửa đồ luôn, cũng đã sắp hư rồi, ai có đồ sửa đồ không? Đi đây đi về, ai giúp dung không biết đây. Đây lấy hai cung đi sửa lẹ. Tao lấy tiền không đánh đâu, mày đi đi, mày đi sửa đây kìa, dưới sàn kìa, hai cái đi sửa, hai cái đẹp. Anh về thủ rồi nè, cậu quăng nó luôn đi, quăng mấy kia vô hầm, quăng cái infusion vô hầm luôn, bấm được một mấy cái hầm đỏ chống không à. Ok quá vô hầm đi rồi xong à. Infusion nè. Infusion bỏ vô hầm đi, cái hầm cuối cùng luôn á, trước khi rồi thôi xong. Nó hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào, nó bị lỗi ấy, chắc chưa fit. Mốt gì mốt đi hang đi chung đi, cũng đâu có ngờ đâu. Ừ rồi xong rồi nha, em hết đồ nâng rồi nha, em xong hết rồi đó, em nâng hết rồi. Mission complete. Ờ để tao thủ với là quẳng cho quẳng không có đồ điện đúng không? Không, tao có đồ điện. Ờ để tao thủ với mày, ai không có đồ điện thì thủ chung. Đồ lượng đâu. Ủa đêm này không có ông boss đâu ta, ủa sao sáng lẹ vậy? Sáng lẹ đâu mày. Ờ hai chưa mới một nửa. Ta nhìn lộn quà trái đông nhỉ, nhìn trái sữa xong mẹ rồi. Hoài vậy nếu hoài đợi ơi, cái này có rã rồi không ta? Không bán lấy hồn hả? Rải hồn mày quên nước quẳng. Con tiếp theo là con lửa đó, mày làm giúp lửa đi. Ủa nãy giờ con lửa mày đánh chưa? Mày đánh lửa chưa? Đánh lửa hả? Ủa mình thấy con lửa chưa? Chưa. Sao lại là con lửa, con lửa chết rồi. Ủa gặp con lửa rồi, vậy lần này phù thủy làm giúp độc đi. Vậy là giờ là phù thủy á. Mình thấy chưa? Mình thấy nó chưa? Lần này không, lần này là con gì? Mình đánh con gió rồi nè, mình đánh con băng rồi đúng không? Chưa. Ủa đánh con băng chưa? Chứ hai con boss nãy giờ mình đánh hai con boss là hai con gì? Đục con gió với lại nó bị cái gì vậy? Con gió với con lửa đúng không? Giờ là giáp băng giáp độc đi. Thôi nè, thôi đừng làm gì hết, để tao đi ra đó đi ngồi đón. Trời tao sợ cái sử dụng ngồi đón. Ủa chứ đánh sao mình không nhớ. Mày không nhớ thôi. Lửa chứ điện mà. Lửa chứ điện. Vậy lần này là băng, lần này là con băng với lại con độc. Còn băng với con độc thôi. Muốn ai làm giáp độc thôi, không làm giáp băng cũng được. Băng thì dễ mà, làm giáp độc thôi. Ai mà cận chiến á, làm giáp độc đi. Độc làm dư sức rồi kìa. Độc xanh dương quá trời đồi, làm dư sức rồi kìa. Giữ lại để anh làm, là vũ khí độc nữa nha. Anh chỉ có một cây búa thôi á. Thôi anh làm luôn, anh làm đi. Vì tụi em khỏi thôi. Qua đó. Lần này là con gì? Con này là con... Đây, đang chạy. Gió, lửa, vậy này là con băng đúng không? Người ta lấy vũ khí lửa ra. Băng thì tốt, qua đây luôn đi. Qua luôn nè. Có chỗ tơ le không? Băng thì dễ. Ủa, chỗ anh đâu? Ôi, không băng sao cũng icon hình con gió nha. Lừa. Lừa. Lạ lát 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 là Odin này mang về ấy nè. Nghe Odin khó chịu lắm. Odin lại order mang về. Ủa sao nghe tiếng đó ầm ầm ầm, thấy đâu ta? Đây, ở đây. Thấy rồi nè. Trên kìa bảo. Ủa ha, quên làm thuốc tủ má, quên làm cái thuốc chống băng. Đây, anh đưa. Ăn băng còn quên. Rồi, vào đi. Đây. Ê, ai ở nhà làm nước chống băng nha. Làm nước chống băng nha, ai ở nhà làm nước chống băng nha. Lên đốt rồi nè. Rồi, em đốt đây rồi, vàng rồi đó. Đốt. Qua. Có đạp đâu ta? Có nhà đạp đâu không? Đụng mới giống lắm. Thank you em. Mà máu lên Huy ơi.
Ê đúng quá, đang kẻ lâu tay. Bà bắn sắp hư rồi, ai ra nữa không mọi người? À, bắn sướng quá, bắn phê cùng. Đây có một cái đưa cho Nam. Tôi vũ khí rồi, phải chứ. Né. Ủa sao hiển ở đây? Má rồi, không có thương mẹ cung luôn chứ. Giờ anh làm thêm mấy bình, anh làm thêm mấy bình băng nè. Vậy mình thấy cho được bình băng đúng không? Bắn rồi. Cái bình máu hả? Đồng Nam. Hết mùa đông luôn anh Huy ơi, buổi chiều rồi, không có lạnh nữa rồi, buổi chiều rồi. Bắt đạp. Không quăng á, Đạp, cái này lên. Hiểu mấy đâu quăng. Cái đồ xuống hồi máu cái bên kìa, anh Nam. Cái xuống hồi máu cái bên kìa. Một lần chỉ làm được có hai bình à. Kìa kìa, xuống hồi máu kìa, ừ, ứng xuống hồi máu đi. Nam, chạy lên. Ai hư thì về đi, đừng cố đánh không có gì đâu, không được gì hết á. Ứng tê về đi, ai hư hết rồi đồ rồi, ứng tê về. Đừng cố đánh, không được gì hết á. Cầm cây này đi, cầm cây này lên đánh. Sắp về tới nhà kìa. 90 máu rồi, chắc đủ, được rồi, kịp á. Dữ sẵn. Mày cầm búa lửa chưa Nam? Mày cầm búa lửa chưa? Đúng rồi, sao lại lạnh nữa rồi? Anh Huy ơi, em lạnh nữa rồi, anh Huy ơi. Vậy tới đây bị lạnh lại ơi. Đây, qua đây, tập trung nha. Rồi. Chết luôn mà em thấy nhảy xuống dưới chết luôn. Ôi, hiển bò phải. Má tay nhảy xuống sông chứ. Chịu luôn. Một ba đi, một ba nhảy bán trời luôn. Mẹ. Má nhảy xuống sông á. Superman Simulator. Được, kịp, cứ đánh đi. À, thằng Quẩn giữ thủ nhà tí đi, về liền nè. Kịp. Về luôn, có đồ kháng băng luôn rồi nó. Về luôn. Má về sửa đồ nó chứ. Sửa chứ, cay thật. Không có lấy để sửa. Quăng hết đồ ra tao sửa. Có đồ anh có để sửa mà. Giờ anh sửa cho nó nha, em cầm cung điện đánh nè. Đâu nó
Sửa được chưa Quảng? Chưa, đâu rồi? Đó. Bây giờ Rớt đi, đâu rồi? Rớt cái bàn á, Đứa cái bàn làm gì cơ, Đồ nó văng lên từng chơi rồi, nó lấy cái cái đó bỏ luôn anh. Khỏi lực rồi. Hai sửa thì quăng lại mình làm gì. Nãy mày lực. Nãy mày lực kiếm tao sửa. Ở nhà này đâu bị lạnh đâu, đừng chạy sao á, đừng chạy ở nhà bắn thôi, nhà không bị lạnh. Ủa nhà không bị lạnh kìa. Sửa đi, tao bắn. Anh uống bình thuốc vô, hãy đít boss được bình thuốc kia mà, bình thuốc kia nó có 20 phút rồi á. Để giết boss được bình thuốc kia. Nó mù băng á. Ai sửa đồ quăng lên đây. Nói chung là nó hình màu băng á. Nó hình màu xanh, nó xanh dương á. Cái loại trắng hình xanh dương. Bó bên trái rồi, có không Thiện? Không có, đem đưa drop cho tranh này. Có rồi. Bó bên trái, okay, bó bên trái. Okay. Rồi, để xuống cụm dưới với anh Nam nè. Nó ồn. Anh hồi máu cho anh Nam, cái anh Nam đứng đi. Ok kìa. Đây đang hồi chỗ hồi máu nè. Bắn tê nè. Anh Nam ơi, chừng chết nha anh Nam. Em hồi máu nữa nè, đứng yên. Ok. Hồi bày, lát hồi lại. Hồi nè. Ôi không ổn nha, dưới đây hai boss nha, dưới đây không ổn. Đi lẹ. Không có máu. Rồi hư mẹ cung nữa. Đép đi. Phải lồn. Hai con boss lượn. Em hư hết độ cung luôn rồi. Mẹ. Ôi trên này một bên phải một con đó nha. Đóng cửa lại. Bên phải. Đóng cửa lại, Kiếm bầu thủy nó ép được á, kiếm bầu thủy nó ép được á. Má bầu thủy đứa ép luôn, thủ má. Cứu, sửa qua cứu sửa ơi. Nó sát quá rồi, không ép được. Boss rồi nha. Tao lo dưới cho. Không phải e chết nữa rồi. Rồi đi coi. Bên phải có boss vô luôn nè. Boss bên đây nhé. Bên phải đâu đó nha. Ai còn xô vậy? Đi ngang qua lút đi. Đi ngang qua lút cái xô cái. Cho cái cây cái xô cái đi. Lút cái xô. Cho cái cây cái xô đi, hồi hên quá. Hóa hên phải không? Giờ có xô nè, cho hết mạ nó vô cây đi. Cây tế lắm. Bây giờ không, bây giờ không được. Bây giờ thằng Nam còn chưa có đồ đánh. À vậy. Vậy ai có đồ rồi á cứ lút xô vô. Thật ra là chỉ có mình mày có đồ cuối game thôi đấy. Anh nói thật. Chương sử chưa? Thật ra chỉ có mình em luôn á. Hồi máu nè. Thằng Quẳng chưa ạ? Quẳng chưa có gặp boss kia mà sao làm đồ cuối được? Làm mày làm được đồ tím chưa? Đồ tím làm được rồi. Rồi mày còn làm gì nữa không? Không còn làm gì thì rút số vô. Trước giờ cái đồ vàng của mày làm không có được. Cái đồ vàng của mày. Tao có show đó rồi tao đút. Tao chết 3 lần. Ờ cái đồ vàng gì cũng là bấy ngày mẹ. Nam à. Nam cây búa lửa đó nâng lên Quảng, được đó nè. Quẳng mày làm được cái vàng cuối kìa Quẳng. Mày có mua cái bản vẽ chưa? Mày có mua bản vẽ để làm cái fan điên fan chưa? Kiếm xương cuối. Mày có bản vẽ chưa? Không. Chưa có bản vẽ thì chịu rồi. Giờ con điện với con độc mày làm cũng được cái cuối rồi. Tại điện với độc là đều bot cuối hết á. Fairy fan là challenge reward. Mày cũng chưa có luôn à? Vậy là bao nhiêu? Rồi. Điện là điện với con độc là đều mày là con cuối hết. Hả? Điện với độc đều là con cuối hết. Mày búa xanh riêng nè. Lên. Sứ ơi, mày làm được băng cuối kìa sứ. Gán thêm một đêm nữa nè anh. Ở em mình tới đây. Thiếu mỗi information nè. Level 10 là maximum rồi hả? Thiếu chính cái information nè. Làm được băng cuối rồi kìa. Ở tính ra mỗi thằng mỗi hệ cuối nhau luôn á. Anh Huy làm được lửa cuối luôn rồi kìa. Anh làm được lửa cuối nhưng mà anh cũng có thể lên được độc nữa. Mình có thể trụ được thêm một con boss nữa. Sửa tao cái vũ khí rồi. Tao hết. Hết xô luôn rồi. Nè cu
thằng Nam nè, tao quăng Ember vô nè, Nam làm đi, làm đi. Tao solo luôn rồi. Tao sẽ đem nó kiếm mỗi cái này. Thôi tao đi farm, tao đi farm solo đi. Thôi tối nay khỏi thủ, tối nay khỏi thủ. Đi đi farm solo đi, giờ ai làm được cuối nè, giờ lửa cuối là anh Huy làm được. À, điều cuối là anh Sứ làm được. Anh Hiển làm được luôn, anh Hiển làm được cung cuối luôn. Anh Hiển về, anh Hiển coi anh Hiển thiếu gì anh Hiển. Nam rồi. Mày còn không Nam? Rồi chỉ có thằng Quẩn là chịu rồi, thằng Quẩn đéo có mẹ gì làm được cuối luôn. Không có cái gì làm cuối thì làm điện đi. Điện phải có con boss kia. Ừ. Điện cuối của nó phải có con boss luôn. Ít ra là không cần cuối cũng được điện. Không, nó không có điện, nó có mỗi điện cuối thôi à, nó không có điện 1 2 3. Bây giờ kiếm kiếm cuối á. Biết rồi, biết rồi. Cái tóc hả? Từ từ. Nam. Anh Hiển, anh Hiển. Để từ, để em nói anh Hiển cái. Anh Hiển. Mấy cái đồ xuống phòng dưới cái, xuống phòng dưới. Mấy cái điện, mấy cái điện mà anh Hiển muốn đổi ấy, của anh Hiển là toàn bộ ở khu rừng. Ở khu rừng này trên dưới này nè, thấy không? Ủa ở đó có đổi tóc à? Ở đó đổi toàn bộ đồ độc cuối của mình. Anh về anh qua anh coi á. Đổi toàn bộ đồ độc cuối của mình luôn. Khu rừng bên nào, tay trái tay phải? À, bên phải hướng 4 giờ nè, gần mấy cái hai cái hang này nè, thấy không? Ok. Cái khu rừng nha chứ không phải băng tuyết nha. Mà có điều còn sâu đâu mà đổi. Ôi gì đi farm thôi kìa, có mấy cái chỗ chưa farm như hướng 11 giờ chưa farm kìa. Ôi con mẹ. Có nhiều chỗ chưa farm giờ, tập trung qua tụi mình đi farm hết đi. Nhớ làm thuốc chống lá. Mày đéo nhảy ngắm chết rồi, nó đéo có hồn. Vậy đi bây farm hồn đi, còn nhiều chỗ mà. Bây giờ anh không chắc là có nên đi farm lửa cuối không ở đây nè. Nên chứ anh cuối ít ra đam vật lý vẫn cao. Thiệt. Đâu rồi. Xíu. Rồi Nam làm cái búa đó đi. Có cái gì vậy? À dùm dạ, dạ, má dạ. Hết hồn má tưởng thủ. Từ từ, có ai có cung độc, có búa độc gì chưa? À, em có cung độc cuối. Nam Nam ơi. Còn lồn Nam đâu rồi? Mày cái đẹp bây giờ Nam ơi. Nam. Dạ. Nam, bây giờ vậy nè, đừng có làm cái búa đó nữa nè. Tao đưa mày cái búa của mày, của tao. Cái búa lửa. Nha. Giờ mày nâng lên đi. Mày nâng cái búa lửa lên cuối luôn nha. Búa lửa cuối. Ừ, mày có cái búa lửa cuối không? Búa lửa 4 á. Sự Quẳng làm được hết đồ tím chưa Quẳng? Chưa, tao không có cái tím đồng đó. Tím mày thiếu, thì bị về mày coi mày thiếu gì tím luôn. Tao không linh hồn đi đổi hết này. Gì mày quăng cho tao. Cái kiếm mà tao nâng á, nâng lên level tím được, tao phải mở cái chai là cái season pass gì á. Đúng luôn. Nó mới được. Vậy là mày hết luôn rồi đúng không? À, cho anh Sứ trước, Sứ với anh Hiển. Này, vậy mày cầm cái này đi Nam, vậy mày cầm cái này đi. Ê, lộn rồi, cái này mới đúng nè. Quăng vô kia cho anh. Cầm cái búa độc đi, mày cầm búa độc đi. Giờ tiết kiệm. Nên mình tiết kiệm. Tại vì bây giờ mình nâng búa lửa nữa, tao thấy nó uổng phải cái gì. The Flame Bill Winter là cái gì vậy? Trong rắc ra rốt á, là mùa đông dính rượu á. Trời ơi, rượu má, nghe nó khổ gì Hiển ơi. Đúng rồi mà. Khổ dâm vãi cặp. Bây giờ mỗi phù thủy nữa là mình xong rồi đó. Ngày 15 gặp phù thủy nữa là xong rồi. Ôi dồi ôi, nét quá. Em đu hiên là Neki. Đêm này càng dài đúng không anh? Speak. Không biết nữa, chắc đêm nay dài. À, giúp 25. Cái điện đồng hồ kìa, đêm nó nửa ngày hơn. Ừ.
hơn là mình giết xong con boss nên đêm đó mình không cần thủ. Ủa ai còn lo spawn ông xương bự á, một cái duy nhất. Đi đổi ông kia được á. Không, anh hết hồn luôn rồi. Trời ơi, mình đi farm hồn. Cứ cần đồ lấy hồn đi chay vô. Giờ phải đi farm đây nè. Lập cái list ra đi là mình cần đổi cái gì rồi chia nhau mà đổi. Một cục xương bự đó không? Ừ, anh cần đúng một cục xương bự nữa thôi. Anh có thể farm nhanh rồi. Một cục xương bự á. Em rồi. Để anh lên búa lửa cuối. Búa lửa cuối. Thằng Nam. Hình như thằng Nam là lên được búa độc cuối rồi đó. Gơm ghét trong tủ đi anh. Có, gà có đồ ngon đấy. Anh chơi gì mình sắp ngủm quá ta. Phật. Nghe buồn vậy. Mà thiếu red meat mới làm cool proof chứ. Mà thiếu gì, red meat là gì? Thịt á. Phải lộn, tao vừa làm vụ gom đống thịt đi làm vụ mẹ rồi. Hồi nãy nghe ai nói ai cần frozen talisman. Mày cần mấy cục thịt nữa, tao về tao farm đưa nè. Thịt bụi có nè không? Nói chung là nhiều. Nhiều quá, tao có 2. Đây, để bảo mày chuẩn bị tên đi, bảo mày chuẩn bị tên. Không có đợi tên dư anh, tên dư lắm. Rồi, con cuối cùng nó qua nữa. Giờ đi kiếm. Đông dính cũ. Thank you em. Số mày đủ hồn rồi đó, infusion của mày không? Ê, mình chơi chưa bao giờ. Mình chưa bao giờ mình thay cây cầu đâu. Không, tại tụi em bắt cầu qua không mà. Nó đỡ tốn kém hơn anh. Bắt cầu bằng cái gì? Gỗ. Làm 50 cái gỗ, làm cái bắt cầu qua dễ mà. Cái kia tới 10.000 15. Ừ, tụi em đang làm gỗ bắt cầu qua cho lẹ không mà. Thằng này lo đép dữ quá, cái không làm kịp ấy. Ok. Thì giết xong con switch là xong hết rồi, mình khoan về. Mình không à, còn con sói nữa đó. Còn con sói nữa đó. Phải lộn con. Lộn rồi, vậy là thằng Hoàng Bảo nó nghĩ rồi. Những con vô tuôn đó là những con vô tuôn xuất hiện ở trên đây. Giết hết tụi nó không có nghĩa là hết. Tao không biết sau đó thì có con gì. Nhưng mà có một con quét nhiệm vụ cuối của Saga là con Fenrir. Con Fenrir nhưng Hiển nói con đó đó. Cái lồ mê. Ờ. Sứ ơi, mày coi mà Infrozen mày có nhiều sứ. Infrozen anh ấy. Sứ còn 9 cái làm full nữa. 9 cái hả? Hả? Mày nói gì? Thủ nhà. Đây nè, đây nè, anh place all nè, tất cả các tài nguyên vô coi thủ đủ không nha. Ồ má, chưa kịp ép rồi. Mày chỗ này chừng không được. Mày chỗ cuồng luôn rồi. Tao về nè. Cửa đi. Ủa? Bộ chốt full con mẹ nó rồi sao? Tối full rồi, tối dính cũ rồi. Tại vì cũ hả? Lạnh rồi chứ không có đồ để làm nước lạnh nữa. Thôi bỏ ra mình. Thôi ai thấy chủ không được đi về. Theo phiên nhau đi vô, về. Vô gót anh cần thằng thợ rèn chút. Anh vô cần thằng gọi lại, đừng mở cửa. Anh cần thằng thợ rèn cái. Đập đi, đập rèn ơi, đập. Đây. Nó không đập đâu, cái đứa gần cửa nó cũng không đập à. Đập rồi, legend. Rồi, mở cửa đi, hai người một cửa. Hai người một cửa. Hai người một cửa. Bên hướng nào với đập hướng trái phải dưới nha. Nâng hết tháp cung lên. Ai đứng cửa nào gán nâng tháp cung nó lên, anh hết hồn rồi nha. Anh em hết hồn. God, bên này là God, có hồn không bên này nè. Maximum là cấp 3 phải không? Không biết. Mỗi tháp luôn.
hiện với lại bảo vô lấy cung tên ở trong thùng lấy ra bắn hết đi thử coi mình cố được gì được coi đâu. Lấy cung điện bự anh Hiển. Ừ. Tụi này lấy con giờ này có lấy cung điện bự. Ui, cung điện bự 1500 đam á, ghê vậy. Rồi. Bắn hai phát chết rồi. Nâng tháp cấp 2 thôi Hiển, từ từ thôi không sao đâu. Giữ tài nguyên. Ở dưới là cấp 3 đó. Ừ, một rồi. Ờ anh Hiển thiếu máu à. Không sao, anh có chiêu hồi máu để lấy. Ê, qua được rồi. Ai bỏ cung tên nổ như tên lửa bắn tụi nó vậy ba, tụi nó chịu gì nói. Không phải em bỏ cung sắt à. Ờ. À, sướng mày đép được mà đúng sướng, tao giờ tao lấy thêm cung tên cái sướng. Rồi, một cái tinh nổ nó bắn banh sát. À, ai giữ cung tên á, chỉ cho ai, đúng rồi, giống như God á, ai giữ cung tên á, boss nó vô á, mới bỏ cung tên vô God. Phim Winter mùa đông vĩnh cửu vậy. Vậy là đem vĩnh cửu rồi đó. Nếu mà cái vũ khí của em á, nó chỉ tới mức đó á, thì nên lấy cái số tài nguyên còn lại nâng bộ giáp độc hay là cái con mẹ gì đi, còn chống độc không ta đâu có. Ờ cái con độc sắp ra đó nha. Ai lên chống độc đi, đúng rồi. Thì hằng quẳng với anh Nam kìa. Ừ. Tại hằng quẳng nó không có lên mắt được cái vũ khí. Đúng rồi, nâng mắt, nâng giáp độc đi, giáp độc đi. Giáp độc anh bỏ qua anh skip nha. Cung tên gần hư mà không đủ linh hồn sữa. Con độc xà điện đúng không anh? Không biết nên không. Đúng rồi, độc xà điện. Ủa chiêu của ai xịn vậy? Ngon vậy? Giống của em nè, tụi em cũng hồi máu. Đó. Ờ, anh em xoay dòng theo hướng bên trái đi, xoay dòng cái đi để lụm hồn nè. Điều cái đồng hồ đúng không anh? Ờ. Gót xoay dòng xuống dưới em. Bên dưới em đây đông, bên phải đông mà. Thì farm nãy giờ hồn nó gớt ra, lụm lại để có gì mà nó có đồ để sửa. Xoay dòng. Rồi ai đóng cửa như vậy? Ủa rồi. Đóng cửa lại đèn. Xây dòng cái nữa, xây dòng cái. Cái nó thủ cái gì mà nó bắt thủ hoài vậy ba. Thủ cái này đem cho nó tới mùa thủy tới luôn mà anh. Đem tới mùa thủy luôn ấy. Nó tụng cái màu đỏ, thấy không? Cái đỏ. Được rồi. Mà tới mùa đỏ là dùng thủy tới luôn rồi. Một chín cái xô thôi, chứ cái xô thế luôn. Teleport đi, teleport lên chỗ kia, mua cái bình xô đi. Thứ mua bình xô sao đâu. Đó, cái ông pháp sư á, teleport anh chỉ mua bình xô đi, hình như ông có bán á. Bình xô tốn gì, tốn xô chứ. Ta không biết, ta không nghĩ là tao phải lấy xô để mua bình xô hả? Đúng rồi. Bình nó bình hồi phục xô thôi mà, vậy là hồi phục xô anh mất thôi mà. Nó quải vậy. Kiểu như thay vì ông chết á thì là ông mất bay hết xô rồi, ông đổi cái xô đó thành cái bình xô đi uống. Ôi, như cứt rồi. Nghe tới với liền. Với lại xô ai lụm rồi á thì người tiếp theo lụm cũng có được đâu. What the hell? À, thủ chừng nào mới xong trời. Cái gì mà đặt không? Mà lấy khủng. Ở Nam,
Anna mà giữ xô lại để mà cái gì đi em, để mà sửa đồ đi em. Ờ mày một chút xíu mày hư đồ là ngồi mày bú, nãy giờ thằng Bảo đang hú hí. Ờ em bú luôn rồi, em hết đồ luôn rồi, em còn mỗi cái cung độc mà cung độc bắn nó không nhiều đam hết đó. Bây giờ teleport đi mấy cái thằng bán đồ á. Không, lấy cung độc bắn tinh điện được. À, này hấp dẫn nha em. Lấy cung độc bắn tinh điện được. Không sao. Hãy kêu vô cực còn được. Tao vẫn còn thông minh chán đúng không bà? Đúng rồi anh. Thì cung nó vẫn bắn cung. Má đéo hiểu sao cung độc bắn được cung điện à. Đủ quá, vui quá luôn. Hồi nãy lấy cung điện bắn nó hồi quá trời, thì cung cho bắn. Ủa anh Nam lấy cái vũ khí khác á, đừng lấy vũ khí cây độc ba đánh. Nó dễ hư mà còn không vô đam nữa. Anh còn vũ khí khác không? Không. Wow. Ủa chứ cây búa lửa đâu? Rồi anh Nam hết lửa. Ừ cái búa lửa đâu? Hư quá. Rồi luôn. Anh Nam vô vũ khí Coi lại. Ủa tao có cảm giác cái lồng đỏ đâu có chạy đâu. Ừ nó này vẫn cũ rồi mà. Ủa em cũng không nghĩ là cái vòng đỏ nó có chạy à. Nó không chạy đâu. Đỏ nãy giờ nó lên rồi đó. Lên nó chưa? Ủa chứ mình đếp tới bao giờ? Đếp hết luôn, đếp hết đêm ngày mai luôn. Đếp khi phù thủy tới, ơi phù thủy gần tới rồi kìa. Cái cục đó một tròn rồi kìa. Đỡ tròn rồi kìa. Thôi để đi. Đỡ tròn rồi, phù thủy tới rồi nha. Đâu, để anh đi kiếm cho, mình cho phải kìa anh. Đỡ tròn rồi kìa. Chưa gần. Một. Anh phải đi gần tuyết á, lại gọi là còn gần chứ. Má giờ để tới nhà là thua rồi, nó chỉ lo hút nhà đúng thôi. Đúng rồi, đợi tới nhà. Chết mẹ rồi, tao bị rảnh rồi. Để em đi coi vô nhà đép đi anh. Mày cầm đồ điện mày đép chứ. Đẹp đi. Còn mọi người mà thấy nguyên đám mà không nổi á thì kéo nhau đi về nhận thưởng nha. Đừng quá cố. Đừng quá cố. Quá gì? Chứ thấy đủ quá, không có đủ xô để hồi chuẩn bị nữa mà. Còn cố bận luôn. Bận lắm luôn rồi. Vừa đem vĩnh cũ mà vừa là cái vĩnh cũ nữa. Từ. Mà mình còn hai cái mushroom ở nhà thôi. Ủa buồn ghê. Má đúng là hết. Oh fuck cái này. Hồi máu. Nó siêu phiền hồi cho nó không hết đêm đâu. Nó lẽ giờ là ban ngày rồi đó. Cũng là còn đêm là mày hiểu rồi đó. À, boss vẫn chưa tới nha. Chưa gọi là gần đâu mọi người. Yeah. Ừ, boss chưa gọi là gần đâu. Tao đứng tới đây luôn mà còn thấy boss mà. Mọi người cứ bình tĩnh đi, boss chưa gọi là gần đâu. Mày thủ ổn không? Bình thường. Nghe tiếng phù thủy ở đây chẳng thấy đâu thôi. Magic. Bởi vì mới kêu bảo là phù thủy. Hình tròn càng ngày càng lớn. Ừ. Ủa cái này mình như phải làm đúng hay cái quét thì nó mới được cái gì hả? Ừ, có thể là vậy đấy, có thể là mình đúng phải xong quét thôi. Có ngày qua qua cái cầu kia nó sẽ có cái gì thêm đây nè, xong đêm nay tôi lấy đồ qua bển sao cái cầu này, nhưng mà không đủ hồn mà phải đi cày hồn nữa. Ai thật sự không có vũ khí đâu, để sửa cho nè, lụ được 190 hồn về nè. Mày nói cái gì nè? Chắc biết ừ 120 con 200
Nam được thử vũ khí được chưa Nam? Anh cần 9 hồn nữa. Quăng quăng cái búa ra, quăng cái búa ra, quăng cái búa ra. Được rồi, được rồi, để đi đánh, đi đánh. Còn biến gì tới chứ ôi ôi cái gì vậy con boss gì ở Út Chi là sao con con tường lọc tường lọc à có đây là sự trừng phạt cho mình vì không làm quét đó hả con lọc giá thế. Ở thủ tới bao giờ chơi? 10 năm. Cái này là gì? Phải lồn sửa đồ tím 280 linh hồn. À. Đồ tím 280 linh hồn. À, si ba mua đá cây chi luôn. Có khi nào tới phút cuối nó văng cả chục hết luôn ta. Bên kia xây cổng hết chưa? Số rồi nó xe cổng luôn. Thôi. Xe xuống hết được hướng luôn. Giờ ưu tiên đồ điện đặt combo. Đồ điện tao hư hai cần 280 linh hồn. Phải 280 linh hồn. Đồ tím mà anh, đồ tím là 280 linh hồn. Thôi là chưa hư đồ cam á. Mày chạy ra mấy cái chạy gần gần mày farm đi bảo. Mới đi farm xong về. Mấy cái chạy ở trên nó chạy hướng khác á, chạy đi chạy 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 đi farm đi. Ờ thay nhau đi farm đi. Đếm cu, đếm cu, đếm xác. Như vậy, chứ vậy mày đã lên được đồ cuối mà còn không đủ cung để không bắn được thì thua cần mày ổn thôi. Đi 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 farm đi, tao nói thiệt ấy. Rồi, Nam ơi sao mày lấy búa độc mày đánh tụi nó vậy Nam, giảm đam kìa. Giờ còn vũ khí nào nữa đâu anh? Ờ, chế cái kiếm điện đi, chế cái kiếm điện đi. Qua đây. Anh Nam ơi, đây đây em ra đồ nè. Ừ, lấy cái gì điện đó, có cái điện rồi quăng cho ổng á. Có cái đường rồi. What? Ý làm được cho bố điện xanh lá. Đó, bỏ, bỏ. Vậy? Ra đập đá chặt cây đi, đụng với một đống xương luôn. Đống xương là sao? Oh. Thật á? Ừ, cho nó phong mấy giờ nữa. Đánh hết. Tiếc hà, có cái gì cũng có nổ hết. Mỗi cái cung điện nổ không có thôi. OP quá hả? Không, cái gì cũng... À, không cái gì cũng có nổ hết mà mình lủng được á, không lủng được cái cung điện nổ á. Không, tao biết tao bán gì, tao bán hết đá tao đây, mấy đá tao không cần. Đá gì? Lucky Lot. Yes, so. Bán Lucky Lot. Đây so về so. Má, cái đồ mình đang mặc cũng gần hư con mẹ luôn chứ. Chán đời thiệt. À, đủ ở đây 545 xô. Trời ơi cây còn có 1000. Ôi đủ phất. Thôi thôi nhảy đi nhảy. Thôi chắc kiểu này là đóng cửa hết lại về mọi người ơi. Về gì? Vụ gì? Vụ gì? Còn có 1000 xô à, còn có 1000 xô vô cái cây à. Còn có 1900 nữa nên giảm dần kìa. Ủa ai 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 để thủ kìa vậy? Không nó tự giảm á. Tự giảm kìa. Xấu. Nó thời gian. Nó giảm rồi giảm kìa. Ho ho ho. Về 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 về. Bạn. Từng người về đi, từng người về đi. Từng người đi, donate đi. Sắp hết cái màu đỏ rồi nhé em. Donate đi. Đừng đừng bỏ. Ừ, đừng đừng đóng cổng làm gì? Mình thủ hết 6 người đi, mình thủ hết 6 người thì không cần đóng cổng. Có thằng Bảo mạnh nè, ai 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 thủ yếu quá Bảo nè. Tại sao mình có kinh nghiệm là lên đồ, lên cũng tùy, cũng tùy anh phải coi vô mấy đồ giữa giữa nó lên được cuối anh. Nhưng mà cung băng, cung băng cung điện của mình cũng vậy mà. Tùy món. Ừ thì tùy món. Có mấy món mà nó không
không có ảnh hưởng tới cái thai sao á thì mình không còn phải lên. Đúng với rồi. Lại có một cái là tùy món là thứ nhất mình phải tùy cái thằng pháp sư nó bán cái gì, rồi đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là tùy những người trong team mình tập trung bơm sức mạnh cho những người nào nữa. Giống như Bảo bơm cho ông Bảo là hợp lý nè. Tại vì nó có điện sứ nè, còn quẳng là về độ tăng nè, đó kiểu như vậy. Tăng cơ. Ừ, tại quẳng có độ cuối nè. Đây nhưng mà chưa, nó là một đống giáp luôn mà. Là một đống giáp mà đi chơi warrior thằng khùng nè. Chửi vào đầu đó anh. Chửi vậy vậy. Em nâng mỗi cell revive với lại tăng giáp mà. Đồ má ơi. Vậy là warrior phiên bản yếu. Warrior phiên bản. Đủ má là làm kẹt tôi vậy. Hai cái thằng làm đồ này. Cái nhỏ làm đồ này làm kẹt mình. Đó, anh bảo 18 xô vô nữa không mình trụ được chút nữa nè. Má đi vừa qua mùa đỏ cái nó vẫn là mùa đen nữa là thôi mình đi về nha. Thì đó, đúng đó, đúng rồi, nghỉ đi. Này, cái này mới đợi đủ 10 người mới chơi Saga nổi à. Khủng. Khó rồi. Đây nè, giờ anh đi vòng vòng anh farm thử chút xíu rồi thử được. Anh chặt cây á, xíu nó chặt cây được nhiều kìa. Chặt cái gì cũng vậy. Chặt thì nguyên liệu lại ít lại. Chặt cái gì cũng được. Đây nè, những cái quan ngon nè. Không, với lại một phần là do mình chết xàm nhiều quá. Mình có nhiều xô thôi, chứ nãy giờ xô cũng nhiều mà. Như em nè, chết lần mất 3.000 xô nè. Ham chết nè, quẳng xứ muốn bơi, nè, đó kiểu vậy. Thì quyền tham những quốc xô. Lạnh quá không tham được. Lạnh quá vô nhà sẽ bị khó khăn. Anh nghĩ đâu bếp 4 xô. Khi bạn muốn donate cho chim mờ nhưng bạn hết tiền. Không, tôi bạn muốn lên DV nhưng mà hết tiền. Đọc tên em đi, anh bóc thôi. Đọc tên em. Chào à. Ôi chào ai nhỉ? Ôi có người đâu đánh nhiều hơn kìa. Trời ơi, 3 sao rồi. Trời ơi, trời ơi, có 3 sao rồi. Đâu đánh 4 ngàn á, đọc tên đi. Cái gì có thằng khác đâu đánh 10 ngàn, ơi đọc tên hàng 10 ngàn. Rồi, thấy anh, donate nhiều nè. Đấy, 52. Nhiều hơn Hiển liền. Trời, cảm ơn em. Wow. Đây em 52 nè, đem donate vô cái 52 nè. Qua wow, em nhiều nhất thấy không? Khỏi tranh, em nhiều nhất rồi. Bỏ xịn quá. Má, bừng quá. Ai đóng cửa lại bà vậy? Đang bắn cung mà cứ đóng cửa khó chịu nha. Giống như má đang ngừng xuất cái kiểu anh ơi đừng. Wow, được qua đình kìa mọi người. Đấy, trời ơi, yên chị phi chị. Đại đa số là qua đình đâu ai chơi đâu, thằng xe nhà không à. Đây, tao chơi. Anh đi farm hả? Qua đình đa số là farm không à? Thì mày thấy tao đi farm không, chứ tao có đánh con mẹ hay đâu. Đúng không? Qua đình đi farm mà, qua đình dùng kiếm ngon lắm á. Không, đi farm. Đó, anh em có một khách mới chơi rồi đó. Rồi, ngày 16 rồi, vẫn đâu có gì đâu, vẫn đâu khoảng ngày đêm gì đâu. Chưa, màu đỏ. Chưa qua. À, Bảo không có nhẫn gì hết. Không có nhẫn được rồi, đủ quá, em sắp hết đồ luôn rồi, em sắp hư hết rồi, anh biết không? Chưa chuyên nhẫn vậy. Đồ em sáng, em hết đồ luôn rồi, đủ quá, hư hết rồi anh. Vậy chứ muốn chạy ra và ôm cái cây đi về đó, biết không? Má, có chiều hồi máu này, cũng chờ đứa đánh. Ờ em muốn có chiều hồi máu nè, cây độc với lại cung á là ô tô có hồi máu. Cây độc, cung điện, cung băng thì có giáp băng cho mọi người. Ờ mà anh Huyễn chơi mà thuần kiếm luôn là lên mát cái kia luôn á anh, vừa đánh solo mà vừa đi chí mạng. Kiếm đâu có thể cung gì được đâu. Đâu có đủ nguyên liệu. Ở đâu là cái búa điện đã vậy Nam? Dạ. Rồi, Nam bây giờ bá rồi. Búa điện 2. Có điện là đã ok rồi, đập cho nó đánh. À biết không mọi người, đồ em đang mặc hư hết luôn rồi.
Ở cởi chuồng đi em, cởi chuồng để biết sự để thể hiện. Cởi chuồng để thể hiện sự nghèo khổ đi. Không, để gì chó đẹp. Không được. Này là con khỉ, con đổ nghèo khỉ. Đây đợi đó thêm 35.000 vô cây thụ nè. Và 35 đồng chứ. Thôi tao donate trước 50. Rút 35. Nó tăng nhiều vậy? Ôi ôi, nó tăng có tí, nó tăng đúng 1 mili luôn. Ê, hồi nãy là 1994 điểm nha, bây giờ là 3.000 thấy không? Sự cố gắng của chúng ta đã được đúng rồi đó. Yes, 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 yes. Tội ông quẳng quá, ông quẳng ở phía trên. Ôi, sao ông cha tôi đi clo luôn? Mùa đỏ là cha tôi đi clo mà. Là vô tôn. Ừ, mùa đỏ là vô tôn luôn. Giờ bây giờ ra đập nó không? Ừ, nó gần rồi. Nhưng mà giờ em lờ lạnh rồi, giờ sao? Ai ra ra coi hệ của nó đi, ra kiểm tra hệ của nó. Chắc rồi, đã hệ lôi. Hồ thủy. Còn có nguyên lý chưa đập à? Đập nó. Hệ lôi. Bây giờ ra đập nó. Nhưng mà không có đồ thuốc tránh thai giờ đâu. Ồ, thuốc chữa lạnh. Chết mẹ rồi, đúng rồi, không có thuốc. Gì đó. Rồi, về anh em. Rồi. Go home. Tăng lượng người về đi để đến thủ được. Từ từ, sắp hết màu đỏ rồi, chậm thôi. Hết màu đỏ là con cho tôi tới mà. Con tin em đi, hết màu đỏ là cho tôi tới chứ không phải là nó hết ngày đâu. Anh biết rồi. Ừ, hết màu đỏ là cho tôi tới rồi, cho tôi tới rồi đó. Màu đỏ vừa tới kiếm tìm rồi kìa. Chưa, tao chưa thấy nó. À, màu đỏ kìa, kém móc đỏ rồi. Chúng ta nên làm gì giờ? What should we do now? Oh bro! Đi lên tay vô. Tổng bài post kìa, báo. Hả? Chỉ có tổng bài post kìa. Đó, cái cổng đó để thoát đó nha. Cái cổng đó cổng để thoát đó, giờ có muốn thoát không? Chưa có ý kiến của mọi người nè. Thoát gì được mà giải thưởng, chứ mình chết luôn là, nếu mình chết luôn là không được cái gì hết á. Đúng không? Ừ, tùy từng người thoát. Từng người thoát tính ra thưởng cá nhân. Thôi vậy giờ mình cho bảo lại được nhà lúc cuối đi rồi mọi người thoát. Ở chết trong nhà lúc đây chết cũng được. Đâu còn đâu, chạy ra hết được mà. Thì từng người chạy ra ok thôi. Rồi thôi, thoát đi. Thoát đi, không nổi rồi, qua màu đỏ không được gì hết á. Thoát từng người từ nha, từng người đi ra. Từng người thôi để hủ cái nhà chung. Giờ nè, ai ra trước? Đóng cái cổng lại, Nam, đóng cổng. Bây giờ đóng cái cổng phải lại, cái cổng nào đóng được thì đóng. Đừng có cố, cổng phải đóng được thì đóng. Rồi chạy, đóng rồi, đóng cổng phải rồi. Cổng trái đóng chưa? Đóng đây. Rồi, bỏ luôn, rồi tặng bộ đi đi. Rồi, hai chưa? Ủa, thôi còn không phải đóng rồi, anh Hiển đi xuống. Đóng luôn cổng dưới, ai ra được. Cổng dưới không có cửa, không có cửa để đóng. Để chạy trốn. Ừ. Má tiền lại luôn. Được 3 kèn là nhiều rồi anh. Yes. Mình không có giết được con boss saga nào chứ. Boss kìa là Henry. Saga kìa. Boss Saga không giết được con nào luôn. Well done. Phải cái cầu đó phải xây. Ôi lên được 2-3 cấp luôn. Trời như vậy mà không lên nữa thôi. Ừ đấy, nhưng mà thế rồi. Không, chúng ta có. Lên được một bậc là qua ngày 15 rồi, hiểu không? Chúng ta qua được một bậc nữa rồi. Qua đây. Kìa nó chơi căng quá. Ủa, tao được cái cung vàng. Tao làm được cái cung vàng xong rồi cho tao skin cung vàng. Nghỉ. Sipa. Để tên. Được Warden nè. Má chưa làm hình tờ. Phải xây cầu qua bên kia mày mới có lấy được hình tờ ở xứ. Má xây cầu qua kia rồi kiếm cái mấy cái cột kia nữa chờ. Sipa luôn. Đúng rồi, hàng trời bị chở quá trời. Chứ không có chờ. Được cung vàng rồi nè. Anh tê đinh tà vô. Ê coi sắp đổi, sắp đổi đồ chưa? Ôi ôi, đổi rồi. 7 tiếng rồi mà. Còn thôi, nghỉ không mọi người. Bye. Bye.
Thôi chắc hôm nay chơi tới đây nha mọi người. Nãy giờ chơi cũng lâu rồi, chơi được 2 tiếng rưỡi rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Hôm nay livestream tới đây nhé anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em nào thích thì hãy ấn like và ấn follow để không bỏ lỡ cuộc livestream này nhé. Và xin nhắc lại thì tôi sẽ livestream bên hai nền tảng đó là Kiên Live và Facebook. Kiên Live vào lúc 14:20 và Facebook lúc 20:30 nhé anh em. Cảm ơn rất nhiều. Chúc anh em ngủ ngon và một ngày cuối tuần thật tốt lành nhé anh em. Bye bye anh em. See ya.